Bài học của chúng ta trong ngày hôm nay có đề tài là sứ mạng. Tôi nhắc lại, đề tài của chúng ta hôm nay là sứ mạng. Và phần Kinh Thánh nền tảng cho sự nghiên cứu của chúng ta đó là Matthew chương 16 từ câu 21 cho đến câu 28. Anh chị em cùng mở ra với tôi. Matthew chương 16 từ câu 21 cho đến câu 28. Bây giờ tôi sẽ công bố lời Chúa ở trong phần Kinh Thánh này. Matthew chương 16 từ câu 21 cho đến câu 28. Anh chị em lắng nghe. Từ lúc đó, Đức Chúa Giêsu bắt đầu bày tỏ cho các môn đồ biết rằng Ngài phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo và phải bị giết. Đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra và trách rằng: Lạy Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Việc này sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài quay lại và phán với Phi-e-rơ: Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta. Ngươi là một chướng ngại cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến việc của loài người. Rồi Đức Chúa Giêsu phán với các môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được. Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Vì con người sẽ đến trong vinh quang của cha mình cùng với các thiên sứ. Lúc ấy, Ngài sẽ ban thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Thật, ta bảo các con, một vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy con người đến trong vương quốc của Ngài. Amen. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần thảo luận. Các anh chị em trong lớp học trực tiếp chuẩn bị nhé. Và để chứng tỏ rằng các anh chị em đang nghe tôi một cách rõ ràng, xin tất cả mọi người cùng bật camera lên. Rồi, tất cả đồng loạt bật camera lên để tôi biết rằng anh chị em nghe tôi một cách rõ ràng. Người nào nghe rõ thì bật camera lên. Và nếu người nào không bật camera lên thì tôi sẽ hiểu rằng người đó nghe không rõ. Và có lẽ anh chị em nên nhắc người đó thoát ra và vào lại. Rồi, cảm ơn Chúa, tôi thấy có 4 người bật camera. Rồi còn một số người khác có nghe tôi được không? Nếu anh chị em đang nghe tôi thì vui lòng bật camera lên để tôi biết rằng mọi thứ đang tốt. Rồi, bây giờ anh chị em nói một cái gì đó đi để tôi có thể đảm bảo rằng tôi nghe được giọng nói của anh chị em. Rồi, có ai đó nói điều gì đó đi. Phát biểu một câu gì cũng được để giống như một tín hiệu cho tôi biết rằng anh chị em đang nghe tôi và tôi có thể nghe được anh chị em. Rồi, xin hãy nói. Mọi người có đang nói không? Tôi chưa nghe một tiếng gì hết. Như vậy thì có lẽ tôi phải thoát ra rồi hả? Tôi thấy một vài người đang nhép miệng, nhưng mà tôi lại chẳng nghe cái gì cả. Rồi, bây giờ mọi người nói lại đi. Rồi, nói đi. Hello. Như vậy, tôi nghe rồi. Như vậy là không phải do mạng, nhưng mà do tôi quên. Hồi nãy tôi tắt cái volume á. Tôi tắt cái volume thì anh chị em nói sao tôi nghe được. Bây giờ tôi mới mở lên rồi. Rồi. Tôi nghe chưa? Ok, tôi nghe rồi. Những giọng nói oanh vàng của tôi. Cảm ơn Chúa. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ đọc câu hỏi thảo luận nha. Anh chị em nghe rõ và tích cực tham gia thảo luận. Trong khi các anh chị em trong lớp học trực tiếp đang tham gia thảo luận thì tôi cũng mời tất cả anh chị em đang theo dõi qua livestream cũng tham gia vào phần thảo luận của chúng tôi bằng cách là anh chị em sẽ gửi những lời bình luận hay gửi các comment vào ở dưới phần livestream của chúng ta và hãy tích cực trong sự thảo luận anh chị em nhé. Chúa có dạy dỗ anh chị em điều gì
Chúa có cho anh chị em ý tưởng nào thì cống hiến hết để chúng ta có thể gây dựng lẫn nhau. Amen chị em, không có sợ sai nha. Nếu chúng ta nói ra một điều đúng thì điều đó sẽ đem lại ích lợi cho mọi người, và nếu cái điều chúng ta nói nó không đúng thì chúng ta sẽ có cơ hội học hỏi một điều đúng. Amen. Hallelujah. Bây giờ tôi sẽ đọc câu hỏi số 1. Theo anh chị em, tại sao Chúa Giêsu lại phán với Phi-e-rơ rằng: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta"? Phải chăng Phi-e-rơ bị quỷ Sa-tan nhập? Tôi đề nghị là anh chị em trong lớp học tắt hết micro đi, và anh chị em chỉ mở micro khi phát biểu thôi. Rồi, hồi nãy là chỉ mở ra để thử xem là chúng ta có nghe nhau rõ không. Thì bây giờ tôi đã nghe anh chị em và anh chị em cũng đã nghe tôi rồi. Thì bây giờ anh chị em tắt micro, bởi vì tôi đang nghe những cái âm thanh nó bị nhiễu đó. Rồi, lớp học chúng ta tắt micro nha, tắt. Rồi, và khi tôi đọc câu hỏi xong, ai xung phong trả lời thì người đó mới chạm tay vào micro để mở lên nha. Từng người một mở lên, chúng ta không mở đồng loạt để không có bị nhiễu âm. Tôi đọc lại câu hỏi số 1. Theo anh chị em, tại sao Chúa Giêsu lại phán với Phi-e-rơ rằng: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta"? Phải chăng Phi-e-rơ bị quỷ Sa-tan nhập? Rồi, bây giờ thì người nào có ý tưởng rồi thì mở micro lên và xung phong trả lời. Ai sẽ là người đi tiên phong trong buổi tối hôm nay? Rồi, tôi nghe một chiếc micro mở lên. Rồi, ai vậy? Tôi Rồi, à, Hạnh hả? xin mời chị Hạnh. Tôi nghĩ rằng là Peter không có bị quỷ Satan nhập một cách hoàn toàn, mà là nó chỉ lợi dụng khi mà qua cái lời nói bằng ý riêng trong phút chốc của ông thôi. Khi ông đã can gián cái công việc kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã hoạch định trên Chúa Giêsu, dù là cái lời nói của ông nghe như nó rất là tình cảm và có vẻ như là hợp lý, nhưng mà kỳ thật nó đi ngược lại với lại cái chương trình, cái kế hoạch của Đức Chúa Trời về cái điều gì mà không như ý muốn của Đức Chúa Trời, tức là nó đến từ ý riêng của con người, và điều đó nó bắt nguồn từ Satan, cho nên để nó không có ngăn cản được những cái bước mà Chúa Giêsu sắp sẽ thực hiện thì Chúa mới nói là: "Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau ta." Tôi xin nói rồi. Rồi, cảm ơn chị Hạnh đã có một cái ý kiến đóng góp đầu tiên rất là tốt. Rồi, tôi xin mời người tiếp theo trả lời câu hỏi này. Dân Quảng Nam. Rồi, xin mời người đến từ Quảng Nam. Alo. Rồi, xin mời anh Chuyên. Theo lời chị Hạnh nói là tôi cũng ok vấn đề đó, nhưng mà tôi cũng góp ý thêm một tôi cũng thêm một ý của tôi xíu nữa là ông Führer này thì ổng không phải là bị Satan nhập, nhưng mà đó là cái mừng của Satan chứ không phải Satan nhập. Vì đây là theo cái chủ đề là sứ mạng, thì Đức Chúa Trời sai Chúa Giêsu đấy để làm thành cái sứ mạng này, và theo như cái chúng ta nói là ngày chịu khổ rồi chịu giết, những ngày thứ ba sống lại. Nhưng mà ông này ông kia thôi là không nói theo cái ý muốn của Đức Chúa Trời theo như 16 mà câu 15 đây á, câu 17 á. Nhưng mà giờ này ông nói theo xác thịt của ông, nhưng mà xác thịt á thì nó sẽ nghịch với là Đức Thánh Linh, như theo như Roma đoạn 8 có nói về xác thịt và Thánh Linh. Thì ông Peter này không phải là Satan nhập, nhưng mà đây là bắt nguồn từ cái với cái sứ mạng của Đức Chúa Trời giao cho Chúa Giêsu, nên là cái này cũng bắt nguồn từ cái sự xấu đưa vô cho ông Peter, nên là Chúa Giêsu nói là: "Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau." Cảm ơn Chúa. Thôi. Rồi, cảm ơn anh Chuyên. Bây giờ tôi muốn đi sang câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 mới là câu hỏi quan trọng đây. Anh chị em nghe cho kỹ ha. Và
Tôi mong muốn là ở trong cái câu hỏi này thì sẽ có nhiều anh chị em xung phong để trả lời. Câu hỏi số 2 là như thế này. Anh chị em rút ra được bài học nào khi Chúa Giêsu nói như vậy với Phi-e-rơ? Trong khi mới trước đó, Ngài đã khen ông và nói những điều hết sức tốt đẹp với ông. Tôi lặp lại câu hỏi số 2 nhé. Anh chị em rút ra được bài học nào khi Chúa Giêsu nói như vậy với Phi-e-rơ? Trong khi mới trước đó, Ngài đã khen ông và nói những điều hết sức tốt đẹp với ông. Nói như vậy với Phi-e-rơ có nghĩa là hỡi Sa-tan hãy lui ra đằng sau ta đó. Rồi Chúa nói thêm một số điều nữa. Nhưng mà cái câu này nghe rất là nặng đúng không? Hỡi Sa-tan hãy lui ra đằng sau ta. Thì chúng ta rút ra được bài học nào khi mà Chúa Giêsu nói với Phi-e-rơ rằng hỡi Sa-tan hãy lui ra đằng sau ta. Trong khi mới trước đó, Ngài đã khen ông và nói những điều hết sức tốt đẹp với ông. Rồi, bây giờ anh chị em tham gia thảo luận. Các anh chị em xem livestream nhớ gửi những ý kiến của anh chị em trong những cái lời bình nhé. Rồi, bây giờ người tiếp theo trong lớp học trực tiếp của chúng ta là ai? Câu hỏi này hay lắm nha. Có ai rút ra được bài học nào không? Đã, tôi đang chứng kiến một sự yên lặng đáng sợ. Anh chị em có rút ra được bài học nào không? Em Ai vậy? Vợ hả? dạ Rồi xin mời vợ yêu Hoài Ân của tôi. theo như em nghĩ thì rút ra được cái bài học như trước khi mà mình nói một cái điều gì đó thì mình phải suy nghĩ cho thật là kỹ xem cái điều đó có thật sự là theo ý muốn, có đúng ý muốn của Chúa hay là không, hay là cái điều cái là những cái lời nói đó là ra từ cái xác thịt, cái bản tánh xác thịt con người của mình. Và rút ra được một cái bài học nữa đó là mình phải có cái sự tin cậy và cái sự vâng lời với tất cả những cái điều gì mà lời Chúa nói ra, lời Chúa dạy bảo. Em rút kinh nghiệm dạy như vậy á. Rồi, cảm ơn bà xã. Ủa? Rồi, người tiếp theo là ai? Rồi, xin mời người tiếp theo. Ở mọi người đâu hết rồi? Em ạ. Rồi, Thu Hiền hả? Dạ vâng. Rồi, xin mời Thu Hiền. Dạ, qua câu chuyện của Fierro thì em rút ra được bài học cho mình đó là khi mình suy nghĩ hay nói hay hành động thì mình cần phải suy nghĩ thật kỹ và cân nhắc xem điều đó có đến từ Đức Chúa Trời không và nó có xuất phát từ tình yêu thương hay là sự ích kỷ của bản thân mình để mình nhận ra điều đó và hành động, chứ không nên giống như khi error đó khi mà suy nghĩ theo cách riêng của mình và với những suy nghĩ ích kỷ như vậy đã không theo ý muốn của Đức Chúa Trời, khiến cho ma quỷ Satan nó có cái cớ để nó gieo cái ý tưởng của nó vào. Cho nên là bài học của em đó là cần soi xét mọi suy nghĩ của mình xem có xuất phát từ tình yêu thương không và có đúng theo lời Chúa không. Cảm ơn em xin hết. Cảm ơn Thu Hiền. Tôi đang mong đợi một cái ý tưởng khác hơn hai ý tưởng từ hồi nãy tới giờ. Anh chị em hãy suy nghĩ xa hơn một chút. Anh chị em sẽ khám phá ra những cái bài học rất là tuyệt vời. Những cái điều anh chị em nói thì không có cái gì sai cả. Tuy nhiên, có những cái bài học đích đáng hơn rất là nhiều qua cái câu hỏi này. Rồi, tôi muốn nghe người tiếp theo. Tôi ạ. Rồi, xin mời chị Hằng.
ngày hôm nay á, thì chúng ta cũng cũng giống như vậy. Rất có thể cũng như Peter trước đó thì được Chúa khen ngợi là người được Đức Chúa Trời bày tỏ, cũng có lúc để cho cái lời nói ý riêng nó làm chủ mình. Chúng ta biết ma quỷ thì luôn 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 thức rình rập, nó tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Đó mà nó là cái kẻ mà cơ hội, và nó luôn nhân dịp khi mà chúng ta để cho cái ý riêng của mình làm chủ mình. Điều tôi rút ra bài học ở đây đó là mình phải luôn luôn tỉnh thức cầu nguyện. Quan trọng khi mình tìm biết ý muốn của Chúa là mình phải đọc lời của Chúa và cầu xin Chúa dẫn dắt. Trong khi mà chúng ta học lời của Chúa cũng như là làm mọi cái công việc gì, bất kể một cái quyết định nào, thì luôn luôn tìm kiếm mặt Chúa để Chúa soi dẫn chúng ta đi đúng cái đường lối của Chúa. Xin hết ạ. Rồi, cảm ơn chị Hạnh. Hồi nãy giờ thì những cái ý kiến của anh chị em rất là tốt. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là sẽ không đủ thì giờ để tôi chờ thêm những ý kiến kiến khác. Và tôi đang muốn nghe một cái điều gì đó khác hơn những điều anh chị em nói từ hồi nãy tới giờ. Tuy nhiên là thời gian có hạn cho nên chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Và lát nữa thì tôi sẽ đưa vào trong cái phần phân tích để cho anh chị em thấy những điều rất là quý báu chúng ta có thể rút ra từ những cái câu hỏi này và thông qua cái phần kinh thánh của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng nhau suy nghĩ về phần một lớn. Tôi muốn nói với anh chị em cái điều đầu tiên ở trong bài học hôm nay, đó là sứ mạng của Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, chúng ta xem ở trong câu 21 đó, thì lời Chúa chép như thế này: từ lúc đó, Đức Chúa Giêsu bắt đầu bày tỏ cho các môn đồ biết rằng Ngài phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta nói về sứ mạng của Chúa Giêsu. Đây thật sự là một sứ mạng vĩ đại nhất. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, đây thật sự là sứ mạng vĩ đại nhất. Thưa anh chị em, có rất là nhiều sứ mạng ở trên thế giới này, nhưng mà sứ mạng của Chúa Giêsu là sứ mạng vĩ đại nhất. Thưa anh chị em, tất cả những con người được sinh ra trên đất này, ngoại trừ Chúa Giêsu, thì cha mẹ của họ, những người thân của họ, hoặc là chính bản thân của họ, khi được sinh ra và bắt đầu có ý thức, thì họ đều mong rằng mình có thể sống càng lâu càng tốt. Không ai nghĩ rằng mình được sinh ra để chết cả. Và càng không thể nào được sinh ra để chết vì những con người khác. Thưa anh chị em, con người thì cha mẹ họ sinh ra và mong đợi rằng khi lớn lên con mình sẽ trở thành một chính trị gia. Có người thì mong rằng khi mà lớn lên thì con mình sẽ thành một bác sĩ. Có người thì mong đợi rằng khi lớn lên con của mình sẽ trở thành một nhà khoa học. Có người thì mong đợi rằng khi lớn lên con của mình sẽ trở thành một giáo sư. Có những người thì họ suy nghĩ bình dị hơn. Họ nghĩ khi lớn lên thì nó có thể trở thành một cái người thợ lành nghề cũng được rồi. Có những người thì có giấc mơ cao chót vót, đó là khi con mình lớn lên nó sẽ trở thành một tổng thống, một chủ tịch nước, một thủ tướng, hay là tổng tư lệnh hay cái gì đó ghê gớm như thế. Thưa anh chị em, không có một người cha người mẹ nào nghĩ rằng khi sinh đứa con mình ra thì đến một ngày nào đó nó sẽ phải chết, và thậm chí là chết trẻ nữa. Không có một người cha người mẹ nào nghĩ như vậy cả. Và không ai muốn nghĩ rằng mình sinh đứa con mình ra để chết cho ông hàng xóm, mình sinh đứa con mình ra để chết cho cái bà hàng xóm, mình sinh đứa con mình ra để chết cho những cái người ở ngoài chợ,
sinh đứa con mình ra để chết cho những cái người rất là xấu xa, rất là dơ bẩn. Thưa anh chị em, không có một người nào nghĩ như vậy cả. Nhưng mà anh chị em ơi, thật là tuyệt vời khi mà chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh và chúng ta chợt nhận ra rằng Chúa Giê-xu đến thế gian này với một sứ mạng. Sứ mạng nó không giống với bất cứ một sứ mạng nào. Ngài đến thế gian này với một mục đích. Mục đích đó không giống với bất cứ một mục đích nào giữa vòng loài người chúng ta. Đó là Ngài được sinh ra để chết trên thập tự giá. Ngài được sinh ra để cuối cùng chết trên thập tự giá. Đối với nhiều người điều này thật là vô nghĩa. Đối với những người không tin thì điều này thật là tào lao. Không có một chút ý nghĩa nào cả. Nhưng anh chị em ơi, khi chúng ta phân tích ra, anh chị em sẽ thấy rằng không hề vô nghĩa chút xíu nào cả, không hề tào lao như người ta nghĩ. Nhưng mà phải nói rằng có một ý nghĩa rất là lớn lao vĩ đại và đem lại ích lợi cho cả nhân loại, thưa anh chị. Tôi khẳng định với anh chị em một lần nữa, Chúa Giê-xu đến thế gian này không phải để thực hiện những mục đích giống như tôi, giống như anh chị em. Không phải để vươn tới những cái điều, những cái mơ ước như tôi, như anh chị em, hay là cha mẹ, hay là những người thân của chúng ta. Ngài đến thế gian này để mở ra cho nhân loại một con đường sống, một cơ hội sống. Chúa Giê-xu đến thế gian này để mở ra cho nhân loại một con đường sống, một cơ hội sống. Và con đường sống đó, cơ hội sống đó được mở bằng cách nào? Được mở bằng sự hy sinh của Ngài. Được mở bằng sự tình nguyện chết của Ngài. Thật là kỳ diệu phải không anh chị em? Sự chết của một người đem lại cơ hội sống cho tất cả những người khác. Sự chết của một người đem lại cơ hội sống, mở ra một con đường sống cho tất cả những con người khác trên thế giới này trải qua bao thế đại. Đó là một điều quá đỗi tuyệt vời. Nó vượt quá khả năng suy nghĩ của chúng ta. Nó vượt quá những cái cách tư duy thường tình của chúng ta, thưa anh chị. Và chỉ khi nào chúng ta được Chúa Thánh Linh bày tỏ, được Chúa Thánh Linh ban cho những ý tưởng khôn ngoan, thì lúc đó chúng ta mới có thể hiểu được điều này. Bằng không thì với lý trí của loài người, chúng ta không cách gì hiểu được. Không cách gì hiểu được, thưa anh chị. Cũng giống như trong phần Kinh Thánh trước, khi mà Chúa Giê-xu hỏi các môn đồ, các con thì nói ta là ai? Những người khác im lặng không trả lời được. Chỉ có một mình Phi-e-rơ trả lời. Và Phi-e-rơ nói rằng, Thầy là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Và Đức Chúa Giê-xu phán với Phi-e-rơ rằng, Hỡi Simon con Giô-na, phước cho con, vì không phải thịt và máu bày tỏ điều này cho con, mà là Cha ta ở trên trời. Anh chị em thấy chưa? Chúa Giê-xu khẳng định rằng Phi-e-rơ không thể tự hiểu điều này. Các môn đồ không thể tự hiểu điều này. Chỉ khi nào mà Cha trên trời qua Thánh Linh của Ngài bày tỏ cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể hiểu được những cái điều thiêng liêng này. Thì chúng ta mới có thể hiểu được những điều vĩ đại này. Anh chị em ơi, chúng ta cần sự giúp đỡ của Cha trên trời qua Thánh Linh của Ngài để chúng ta có thể hiểu được sứ mạng của Chúa Giê-xu, ý nghĩa như thế nào, tuyệt vời như thế nào, quyền năng như thế nào. Chúng ta hãy mở ra một số phần Kinh Thánh rất là quen thuộc với chúng ta để chúng ta có thể hiểu một cách sâu sắc hơn những gì mà hồi nãy giờ tôi nói. Thứ nhất, anh chị em cùng mở với tôi ở trong Ê-sai 53. Chúng ta sẽ cùng xem với nhau từ câu 3 cho đến câu 11. Ê-sai 53, từ câu 3 cho đến câu 11.
Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại nghĩ rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người mang, chúng ta được lành bệnh. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên người. Người bị ngược đãi và khốn khổ, nhưng không hề mở miệng. Như chiên con bị đem đi làm thịt, như chiên câm lặng trước mặt kẻ hớt lông, người không hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp, xét xử và bị giết đi. Trong những kẻ đồng thời với người, có ai suy xét rằng người đã bị đánh phạt và cất khỏi đất người sống là vì tội lỗi của dân ta? Tôi bỏ qua câu số 9 nha, đọc câu số 10 để cho nó tiết kiệm bớt thời gian. Đức Giê-hô-va vui lòng để người bị tổn thương và chịu đau khổ. Sau khi đã dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, các ngày của người sẽ dài thêm, và ý muốn của Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thành tựu. Nhờ sự khốn khổ của linh hồn mình, người sẽ thấy kết quả và mãn nguyện. Đầy tớ công chính của ta sẽ lấy sự hiểu biết về mình, làm cho nhiều người được xưng công chính, vì người gánh lấy tội lỗi của họ. Anh chị em thấy không? Người ở đây viết hoa và nói về ai? Nói về Chúa Giê-xu, nói về chiên con của Đức Chúa Trời. Thưa anh chị em, tiên tri Ê-sai đã được thần cảm và đã nói tiên tri về những gì mà Đấng Christ, về những gì mà Chúa Giê-xu sẽ phải trải qua. Và chúng ta biết rằng không phải đến cái phần Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 16 từ câu 21 đến câu 28 của chúng ta thì Chúa Giê-xu mới nói cái điều đó, mà từ trong Cựu Ước đã tiên báo trước về những gì sẽ xảy ra. Cựu Ước cho chúng ta biết rằng Đấng Mê-si-a sẽ ra đời như thế nào, ra đời tại đâu, Ngài sẽ lớn lên như thế nào, Ngài sẽ thi hành chức vụ như thế nào, Ngài sẽ chịu thương khó như thế nào, Ngài sẽ chịu bị bắt bớ, bị đánh đập, rồi bị đóng đinh như thế nào. Tất cả đều đã được tiên báo trước. Và đấy thật sự là một phép màu, thưa anh chị. Tất cả những gì liên quan đến Chúa Giê-xu đều màu nhiệm. Tất cả những gì liên quan đến Đức Chúa Trời của chúng ta đều là những việc siêu nhiên. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời siêu nhiên. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của phép lạ. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Anh chị em ơi, khi mà đọc sách tiên tri Ê-sai chương 53 thì tôi luôn luôn rất là cảm động ở trong lòng, thưa anh chị em. Tôi có thể nhìn thấy một tình yêu thương vô bờ bến, một tình yêu thương vĩ đại mà loài người chúng ta không có. Tình yêu thương đó chỉ có ở trong Đức Chúa Trời. Tình yêu thương đó chỉ có ở trong Đức Chúa Trời, thưa anh chị em. Đúng ra chính chúng ta phải gánh chịu tất cả mọi hậu quả do những tội lỗi mà chúng ta gây ra. Đúng ra chính chúng ta phải bị khinh miệt, chính chúng ta phải bị phỉ nhổ, chính chúng ta phải bị bắt, bị đánh đập, chính chúng ta phải bị giết, bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng mà Ngài yêu chúng ta, và Ngài cũng biết rằng chúng ta không đủ tư cách và không đủ sức để có thể gánh chịu những điều đó. Ngài cảm thông với chúng ta, Ngài nhân từ với chúng ta, và Ngài đã bằng lòng đến thế gian này với một sứ mạng vĩ đại.
một sứ mạng tuyệt vời. Nó chỉ kỳ cục với những người không hiểu, nó chỉ kỳ cục với những người không tin thôi. Ngài đến để thế chỗ cho chúng ta, vì Ngài biết rằng chúng ta không thể làm được điều đó. Và Ngài cũng không muốn chúng ta phải đối diện với những sự đau thương quá sức chịu đựng của mình. Ngài muốn gánh thay cho chúng ta. Điều đó xuất phát từ tình yêu của Ngài. Thưa anh chị em, cảm ơn Chúa. Ở trong Giăng đoạn 3 câu 16, một câu kinh thánh rất là quen thuộc. Lời Chúa nói như thế này: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời, hay là sự sống vĩnh hằng. Thưa anh chị em, một câu kinh thánh rất là quen thuộc. Chúng ta thấy không? Chúa Giê-xu được ban cho chúng ta để làm gì? Để rồi Ngài chết trên thập tự giá. Và bởi sự chết của Ngài mà chúng ta có cơ hội được sống, thưa anh chị. Khi chúng ta tin, khi chúng ta bước vào mối quan hệ với Ngài, thì chúng ta sẽ thoát khỏi sự hư mất, chúng ta sẽ thoát khỏi sự chết, và chúng ta sẽ bước vào sự sống vĩnh hằng của Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ở trong Hebrew chương 2 câu 14 và câu 15, anh chị em mở ra với tôi. Hebrew chương 2 câu 14 và câu 15: vì con cái thì cùng chung huyết nhục, nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng mang lấy huyết nhục giống như họ, để qua sự chết Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, và giải phóng mọi người vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời. Tôi sẽ đọc qua một số phần kinh thánh và rồi tôi sẽ phân tích cho anh chị em thấy ý nghĩa sự chết của Chúa Giê-xu. Tôi sẽ phân tích cho anh chị em thấy cái sứ mạng tuyệt vời của Chúa Giê-xu là như thế nào. Ở trong Côlôse chương 2 câu 14 và câu 15, anh chị em cùng mở ra với tôi. Côlôse chương 2 câu 14 và câu 15: Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Trong thơ Giăng nhất chương 1 câu 7b thì cho chúng ta biết rằng huyết Chúa Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội lỗi chúng ta. Một câu kinh thánh rất là quen thuộc và chúng ta thường hay sử dụng ở trong công việc giải cứu. Và một câu kinh thánh khác cũng rất là quen thuộc, đó là Giăng chương 14 câu 6. Chúa Giê-xu phán rằng: ta là con đường, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta không ai được đến cùng cha. Có nghĩa là nếu mà không qua Chúa thì không ai được vào thiên đàng. Thưa anh chị em, đó là một số phần kinh thánh mà tôi trích dẫn để cho anh chị em có thể hiểu sâu hơn về sứ mạng của Chúa Giê-xu. Thưa anh chị em, một lần nữa tôi nhắc lại với anh chị em rằng Chúa Giê-xu được sinh ra để chết trên thập tự giá. Được sinh ra để chết trên thập tự giá và đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng. Đây là sứ mạng vĩ đại nhất mà chúng ta từng nghe. Đây là sứ mạng tuyệt vời nhất, thưa anh chị em. Đó là đấng từ trời đến, chết trên thập tự giá để mở ra một con đường sống, để mở ra một cơ hội sống cho tất cả mọi người ở trên thế giới này trải qua mọi thế đại. Tại sao sự chết của Ngài lại có thể mở ra một con đường sống? Tại sao sự chết của Ngài lại có thể mở ra một cơ hội sống cho tất cả mọi người trên thế giới này trải qua mọi thế đại? Có thể nhiều người nói vô lý, nhiều người họ không tin, họ sẽ nói thật là tào lao, mấy cái chuyện này tào lao,
tự nhiên cái ông Giêsu đó ông chết trên thập tự giá, rồi cái mở ra một con đường sống, rồi mở ra một cơ hội sống cho mọi người bằng cách nào? Thưa anh chị em, lúc ban đầu khi mà tôi chưa thật sự hiểu lời của Chúa, tôi chưa thật sự trải nghiệm những điều tuyệt vời ở trong Chúa một cách sống động, thì nói thật với anh chị em là tôi cũng thắc mắc. Tôi nói sao lạ vậy, Chúa chết rồi làm sao mà tự nhiên qua cái sự chết đó rồi chúng ta có thể được sống, làm sao chúng ta được cứu? Tôi không hiểu điều đó, thưa anh chị em. Cho đến khi bước đi theo Chúa một thời gian, nghiên cứu lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa và có những cái trải nghiệm trong cuộc đời mình, thì lúc đó tôi mới chợt hiểu ra rằng wow, đó thật sự là một sứ mạng vĩ đại. Và quả thật, sự chết của Ngài đã buông tha cho cuộc đời tôi. Sự chết của Ngài đã mở ra một con đường sống, đã mở ra một cơ hội sống cho tôi. Tôi đã nắm lấy cơ hội đó. Tôi đã bước vào con đường đó. Và tôi được sống. Và không chỉ sống, còn sống sung mãn nữa, thưa anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ. Tại sao cái chết của Chúa Giêsu lại có thể làm cho chúng ta điều tuyệt vời đó? Tại sao cái chết của Ngài lại khiến chúng ta có thể kinh nghiệm được một sự sống và thậm chí là sống sung mãn? Tôi dùng từ có thể. Lý do tại sao mà tôi lại dùng từ có thể? Bởi vì phải dùng từ có thể mới chính xác. Không phải khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá thì mặc nhiên mọi con người trên thế giới này được vào thiên đàng. Không. Đó là lý do vì sao tôi nói là có thể. Bởi vì nó có một cái điều kiện, nếu như gọi là điều kiện. Chúng ta thường hay nói rằng tình yêu của Chúa là tình yêu vô điều kiện, đúng không? Đó là một cái khía cạnh khác. Nhưng mà thật sự có một điều kiện, nếu như chúng ta gọi đó là điều kiện. Đó là gì? Nó không phải là một cái sự đòi hỏi chúng ta phải giàu có, phải thông minh, không phải đòi hỏi chúng ta là phải có đạo đức giữa thế giới này, phải có địa vị cao, phải dòng dõi nhà trăm anh thế việt gì cả. Không. Không, thưa anh chị em. Chỉ đơn giản là gì? Chúng ta mở lòng ra và tiếp nhận tình yêu ấy. Chúng ta mở lòng ra và đón nhận quyền năng được khai phóng từ thập tự giá. Nếu như chúng ta gọi đó là điều kiện thì đó là điều kiện tiên quyết. Và đó cũng là điều kiện duy nhất để chúng ta có thể bước vào sự sống đời đời. Thưa anh chị em, nếu gọi đó là điều kiện thì đó là điều kiện duy nhất. Với tôi thì đó không phải là điều kiện. Bởi vì không có cái sự đòi hỏi nào tôi phải có cái này, phải có cái kia. Chỉ đơn giản là chúng ta xòe đôi bàn tay của mình ra. Chỉ đơn giản là chúng ta tiếp nhận món quà mà Ngài trao ban cho chúng ta. Thì cái đó đâu phải là điều kiện gì đâu. Đó thật sự là đặc ân. Đó là ân điển. Chúa đến và Ngài ban ân điển cho tất cả mọi con người. Cái vấn đề ở chỗ là chúng ta có chịu nhận lấy ân điển đó hay không? Vấn đề ở chỗ là chúng ta có nhận lấy hồng ân đó hay không? Vấn đề ở chỗ là chúng ta có sẵn sàng nhận lấy ân huệ ấy, đặc ân ấy ấy hay không? Hay là chúng ta khước từ, hay là chúng ta tẩy chay? Anh chị em ơi, chúng ta biết rằng không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội. Và Kinh Thánh đã khẳng định chúng ta rằng mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hay là hụt mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Và tiền công của tội lỗi là sự chết. Từ khi mà Eva đưa tay của mình ra hái trái cấm, từ khi Eva sập bẫy, Eva nghe theo lời dụ dỗ của con rắn, tức là hiện thân của Satan, để ăn trái cấm, ăn cái trái mà trước đó Đức Chúa Trời đã cảnh báo là các con không được ăn trái cây đó.
Vì một mai các con ăn, chắc chắn sẽ chết. Từ khi mà Eva nghịch lại với lời dặn dò, với mạng lệnh của Đức Chúa Trời, ăn cái trái cây đó, rồi đưa cho Adam cùng ăn, cả hai cùng ăn, và rồi mắt họ mở ra. Họ thấy mình lõa lồ, họ xấu hổ, và họ chạy vào trong cái lùm cây để trốn cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Anh chị em ơi, từ khi đó, tội lỗi đã thâm nhập vào trong đời sống của con người. Và giống như một căn bệnh di truyền, nó cứ lây lan từ thế hệ này qua thế hệ khác. Tất cả mọi người đều phạm tội. Kinh Thánh khẳng định điều đó. Mọi người đều đã phạm tội. Chẳng có một người công chính nào cả, dẫu một người cũng không. Tất cả mọi người trong thế giới này đều đã phạm tội. Khi nói đến đây thì rất có thể nhiều người sẽ phản đối tôi và nói rằng: ông đừng có quơ đũa cả nắm, chỉ có ông phạm tội, hay là vợ ông phạm tội, hay là cha ông phạm tội, mẹ ông phạm tội, hay là ai đó phạm tội, chứ tôi không có phạm tội. Từ nhỏ tới lớn giờ tôi chưa từng ở tù. Từ nhỏ tới lớn giờ thậm chí tôi chưa bao giờ bị công an phạt. Từ nhỏ tới lớn giờ tôi chưa bao giờ mà phải đối diện với công an, bị lập biên bản gì cả. Từ nhỏ tới lớn giờ tôi chưa bao giờ bị bắt gặp quả tang làm điều này điều kia. Họ nói rằng như vậy là họ không phạm tội. Thưa anh chị em, một lần nữa tôi đành phải nhắc lại cho anh chị em nhớ cái điều mà tôi vẫn thường hay nói, để cho chúng ta hiểu rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều đã phạm tội. Cái tội đầu tiên hết, và là một cái tội gọi là gốc rễ, để từ đó mà nó sản sinh ra các thứ tội lỗi khác, đó là gì? Đó là chúng ta đã không thờ phượng đấng tạo hóa của mình, mà chúng ta đi xa ra khỏi Ngài. Thưa anh chị em, cái chữ tội ở trong nguyên bản của Kinh Thánh đó, nó mô tả một cái mũi tên mà bắn không có trúng đích, không có trúng hồng tâm, nó bị lệch lạc. Nó mô tả những cái con người mà đi xa khỏi đường lối của Đức Chúa Trời, đi xa khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời, những con người xa cách Đức Chúa Trời. Và thưa anh chị em, cái điều đó nó trở thành bản chất ở trong chúng ta. Những con người mà chưa thật sự bước vào vương quốc Đức Chúa Trời đều có cùng một bản chất đó. Chúng ta rất dễ làm những cái điều mà nó xa cách với ý muốn của Đức Chúa Trời, nó xa cách đường lối của Đức Chúa Trời. Và anh chị em thấy rằng ở ngoài đời đó có một cái thực trạng như thế này. Bây giờ nói cái gì họ cũng dễ tin hơn là nói về Đức Chúa Trời. Nếu mà anh chị em nói rằng có cái chùa, cái miếu nào linh thiêng á, thì có nhiều người sẽ ba chân bốn cẳng chạy đến đó ngay. Nếu mà nói là có thầy bà gì đó linh thiêng á, họ sẽ ba chân bốn cẳng chạy đến đó ngay. Từ Bắc họ sẽ đi vào Nam, từ Nam họ sẽ ra Bắc, rồi từ Việt Nam họ đi qua Mỹ, từ Mỹ họ về Việt Nam, vân vân và vân vân. Thậm chí từ Phi Châu họ đi đến Mỹ, hay là từ Mỹ đi đến Phi Châu, vân vân. Có đôi khi họ không có cơ sở nào cả, họ chỉ nghe phong phanh thôi, nhưng mà họ sẽ rất là dễ dàng ba chân bốn cẳng chạy đến đó để tìm kiếm một giải pháp, để tìm kiếm một sự cứu giúp. Nhưng khi chúng ta nói về Đức Chúa Trời thì rất là nhiều người họ không sẵn sàng tiếp nhận, kể cả khi mà lời Đức Chúa Trời rất là rõ ràng, rất là minh bạch, lời Đức Chúa Trời rất là logic, rất hợp tình, rất hợp lý, rất đúng đắn, vừa có tình vừa có lý, có bằng chứng tất cả mọi thứ. Nhưng mà thường thì người ta không sẵn sàng lắng nghe, người ta không sẵn sàng tiếp nhận. Thưa anh chị em, thậm chí có những phép lạ cặp theo lời của Chúa để minh chứng rằng lời Chúa là thật, nhưng có những người vẫn cứ cương quyết khước từ. Thưa anh chị em, họ cứ muốn đi cái con đường xa cách đường lối của Chúa, họ cứ muốn làm cái điều gì đó mà nó nghịch với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nó dường như là bản chất ở trong loài người vậy đó, thưa anh chị em. Và anh chị em ơi, theo cái cách nhiều người suy nghĩ là họ phải làm điều gì đó tội lỗi, bị bắt quả tang, có ai đó nhìn thấy, có công an đến lập biên bản rồi bắt bỏ tù, vân vân,
thì lúc đó mới là tội. Chứ còn những cái gì họ suy nghĩ trong đầu không phải là tội. Tôi xin thưa với anh chị em rằng suy nghĩ như vậy là sai. Bởi vì suy cho cùng thì những cái hành động tội lỗi nó phải xuất phát từ những ý nghĩ tội lỗi. Nếu không có những ý nghĩ tội lỗi, nếu không có những ý nghĩ sai trật thì chắc chắn cũng không thể nào có những hành động tội lỗi, chắc chắn cũng không thể nào có những cái hành động sai trật. Anh chị em có đồng ý với tôi không? Đó là lý do vì sao mà Chúa Giêsu từng dạy rằng hễ các ngươi ngó một cái người đàn bà, các ngươi nhìn một người đàn bà mà động lòng tham muốn thì đã phạm tội tà dâm với người đàn bà ấy rồi. Và ngược lại chúng ta có thể nói, nếu như một người đàn bà mà nhìn một người đàn ông mà động lòng tham muốn thì đã phạm tội tà dâm với người đàn ông đó rồi. Tất nhiên đang nói về một cái người đàn bà, không phải là vợ mình. Tất nhiên ở đây đang nói về một người đàn ông, không phải là chồng của mình, không phải là vợ hợp pháp, không phải là chồng hợp pháp của mình. Chúng ta chỉ cần nhìn và chúng ta có cái sự tham dục ở trong lòng, sự ham muốn tình dục, mặc dù chưa có lên giường, chưa có những cái hành vi tình dục, nhưng mà trong đầu của mình nghĩ, mình suy nghĩ điều đó. Có những người đàn ông ở trong cái xã hội Việt Nam, cái điều này nó thường hay diễn ra. Có những người đàn ông mà tụm năm tụm ba lại rất là nhiều lần, tôi nghe những lời họ nói. Họ nói, thậm chí họ nói to nữa. Có một lần là tôi đi ngang qua một đám đông gồm những tài xế taxi mà trong cái giờ nghỉ của họ, họ tụ họp tại một chỗ rồi họ tán gẫu với nhau. Rồi tôi nghe họ nói, ờ là vợ của thằng kia ngon quá, vợ của cái ông kia ngon quá, cái con nhỏ kia ngon quá, tướng bốc lửa quá, phải chi mà được lên giường với cái người vợ của người đàn ông kia hay là một cái người phụ nữ đẹp kia thì thật là tuyệt vời. Họ nói những cái lời đại loại như vậy. Thưa anh chị em, đó chính là tội lỗi. Có những lần tôi đã nói với anh chị em rằng, tôi đã đưa ra cái ví dụ như thế này. Có hai người nam, một người là A, một người là B. Cả hai người đều ham muốn một cô gái đẹp. Giả sử cô gái đó tên là C. Anh A và anh B đều rất là ham muốn cái cô C kia. Và lúc nào nhìn cô C kia thì cũng bắt đầu phân tích ở vòng 1, vòng 2, vòng 3. Và suy nghĩ trong đầu rằng giá như mình được lên giường với cô này thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Và với cái sự ham muốn đó thì họ cứ dõi mắt theo cái cô C kia. Đến một ngày nọ thì anh A, anh có một cơ hội thật là tốt. Tôi nói ví dụ, cái cô đó đi vào một cái nơi vắng vẻ và nơi đó là nơi có mặt anh A. Và lúc bấy giờ không có công an, không có cảnh sát, không có một người hàng xóm nào, không có người thân của cô gái đó, hoặc là không có người thân của anh này, không có ai cả. Ở trong cái không gian đó chỉ có anh này và cô đó. Và cái sự tham dục nó trỗi lên trong lòng của anh này, sự ham muốn tình dục, sự ham muốn chiếm hữu nó trỗi lên trong lòng anh này. Và cuối cùng anh này đã hãm hiếp cô C đó. Rồi sau đó thì cái vụ việc vỡ lở và anh này bị công an bắt và rồi đưa ra tòa xét xử và người ta xử anh ta bị tù vì cái tội hãm hiếp phụ nữ. Thì thông thường là những người ở bên ngoài họ sẽ nói là ô, đó là thằng hãm hiếp, đó là thằng dâm dục, đó là thằng khốn nạn gì đủ thứ cái. Vì anh này bị bắt gặp quả tang, anh này hành động và bị bắt gặp quả tang. Và người ta sẽ nghĩ rằng ồ, cái anh B kia chắc là tốt hơn. Bởi vì đâu có ai biết được ý định trong lòng của anh, đâu có ai biết được cái suy nghĩ của anh đâu. Anh chị em ơi, nếu là con người thì người ta sẽ đánh giá cao cái anh B là cái anh mà chưa có hãm hiếp. Và người ta sẽ khinh miệt cái anh A là cái anh mà đã bị bắt, bị công an bắt và bị đưa ra tòa và bị ở tù. Đúng không anh chị em? Nhưng mà nếu anh chị em thật sự công tâm suy nghĩ đó, thì anh chị em sẽ thấy rằng A và B như nhau. Đó là tôi chưa muốn nói nhiều khi anh B
mà anh có cơ hội đó, thì anh còn phạm tội dữ hơn nữa. Thay vì cái anh A chỉ đơn giản là hãm hiếp để thỏa mãn tình dục của mình thôi, thì rất có thể anh B mà khi mà anh có cơ hội á, mà anh hãm hiếp á, anh giết luôn cô gái đó. Ở trong thực tế anh chị em biết có những vụ án rất là thương đau như vậy. Tội phạm hãm hiếp và sau đó giết chết luôn để bịt đầu mối. Chúng ta thấy những tin tức tương tự như vậy đầy dẫy, phải không? Cho nên tội lỗi nó xuất phát từ trong lòng của chúng ta, nó xuất phát từ trong ý tưởng của chúng ta, không phải đợi đến khi hành động thì mới phạm tội. Cho nên lời của Chúa cảnh cáo chúng ta như thế này: con người thì nhìn bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng. Tôi thích dịch như thế này hơn: Đức Chúa Trời nhìn thấu trong lòng. Và nếu chúng ta biết suy nghĩ cặn kẽ như vậy, và nếu chúng ta là một người có lương tâm, chúng ta là một người khiêm nhường đủ, thì chúng ta đành phải thừa nhận rằng không có một người nào mà không phạm tội, đúng không? Những lời nói dối trá, những tư tưởng dối trá, những tư tưởng cay đắng không chịu tha thứ cho người khác, những cái tư tưởng ghen ghét đố kỵ với người khác, những cái tư tưởng căm ghét người khác, những cái tư tưởng thù hận người khác, vân vân và vân vân, những tư tưởng tà dâm với ai đó, tất cả những điều đó là tội lỗi. Thưa anh chị em, mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và tiền công của tội lỗi là sự chết. Có thể nhiều người nói, ủa, ai mà chẳng chết? Cuối cùng thì người tốt cũng chết, người xấu cũng chết, người tin Chúa cũng chết, mà người không tin Chúa cũng chết. Cái người đạo đức cũng chết, người không đạo đức cũng chết, người giàu cũng chết, người nghèo cũng chết, người có địa vị cũng chết, người không có địa vị cũng chết, người cao cũng chết, mà người thấp cũng chết, người mập cũng chết, người ốm cũng chết, người vừa vừa cũng chết. Có thể một số người họ sẽ nói như vậy. Và tôi xin thưa với anh chị em rằng, cái sự chết này không phải nói về cái sự chết về thể xác đơn thuần. Bởi vì Kinh Thánh chép rằng, mỗi một người đều phải chết một lần rồi bị phán xét. Và sự phán xét đó là thẩm quyền của chính Đức Chúa Trời. Thưa anh chị em, về thể xác thì tôi và anh chị em, mọi con người đang sống trên đất này đều phải chết vào một lúc nào đó, trong một cái kỳ định nào đó chúng ta phải chết. Nhưng mà Kinh Thánh đang nói đến một cái sự chết khác hơn là sự chết về thể xác, đó là sự hư mất đời đời ở trong hỏa ngục, đó là sự trầm luân đời đời trong hỏa ngục. Cái sự chết đó không phải như cách chúng ta nghĩ là không còn thở nữa, ngã ra rồi nhắm mắt lại vĩnh viễn. Không phải như vậy. Thật ra cái sự chết mà Kinh Thánh nói đó là cái sự sống đời đời ở trong nơi trầm luân. Chúng ta phải sống đời đời, sống mãi mãi với tất cả những cái giác quan của mình, và phải cảm nhận 100% tất cả những cái sự đau đớn, những cái sự nung đốt khủng khiếp từ lửa của địa ngục. Thưa anh chị em, và Kinh Thánh gọi đó là một sự chết. Sự chết tâm linh. Sự chết đó có nghĩa là bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Và khi con người ta phải đi vào trong nơi hồ lửa đời đời, sẽ bước vào trong cái lửa địa ngục, thì họ sẽ mãi mãi bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Và đó là một điều vô cùng khủng khiếp. Cái chết về thể xác không có gì là khủng khiếp cả. Tôi và tất cả mọi người đến một lúc nào đó phải chết thôi. Sự sống trong thể xác này chỉ là sự sống trong đời tạm. Và khi kết thúc sự sống trong thể xác này, chúng ta sẽ bước vào cõi đời đời. Và cõi đời đời đó chỉ có hai thế giới. Đó là thiên đàng và địa ngục, hay là hỏa ngục, hay là hồ lửa đời đời. Thưa anh chị em, nếu chúng ta là những người thuộc về Đức Chúa Trời, nếu chúng ta là những người có mối quan hệ với Đức Chúa Trời là vua thiên đàng, nếu chúng ta là những người đã được cứu bởi đức tin của chúng ta, bởi ân điển mà Chúa ban cho chúng ta, mà chúng ta đã nhận lấy, thì chúng ta đương nhiên sẽ ở trong nơi có sự hiện diện tuyệt vời của Đức Chúa Trời, đó là thiên đàng. Còn nếu chúng ta khước từ Ngài,
chúng ta từ chối Ngài, chúng ta đẩy Ngài ra khỏi đời sống của chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể ở trong sự hiện diện của Ngài được? Chúng ta phải đi vào nơi hồ lửa đời đời, là nơi đầy dẫy những sự khóc lóc, nghiến răng, và không có sự chấm dứt. Nó sẽ là vô cùng vô tận, mãi mãi bị trầm luân. Thưa anh chị em, anh chị em hiểu chưa? Như vậy thì hỏa ngục hay hồ lửa đời đời chính là cái tiền công dành cho những con người tội lỗi. Thưa anh chị em, và đó là lý do vì sao Chúa Giêsu đến thế gian này với một sứ mạng vĩ đại, đó là đến để chết trên thập tự giá, đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng vì mỗi một con người từng sống trên đất này. Thưa anh chị em, bởi vì Ngài không muốn một người nào bị hư mất, nhưng Ngài muốn tất cả mọi người đều ăn năn và được cứu. Ngài đến để mở ra một con đường sống, Ngài đến để mở ra một cơ hội sống, và chúng ta hoàn toàn có thể được cứu nếu như chúng ta đồng ý bước vào con đường sống đó, nếu chúng ta đồng ý nắm lấy cơ hội sống đó. Thưa anh chị em, trước khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá và đổ huyết ra, thì Satan đã thao túng thế giới này. Bởi vì Adam bị dụ dỗ, đã trao cái thẩm quyền để điều hành thế giới này đó. Satan đã trao vào trong tay của Adam, đã trao vào trong tay của Satan mà không hề hay biết. Và Satan cùng với lũ quỷ của nó thao túng thế giới này. Đó là lý do vì sao thế giới này đầy dẫy những sự đau khổ. Thưa anh chị em, và anh chị em ơi, anh chị em có biết rằng dòng huyết báu, dòng huyết vô tội, dòng huyết thánh khiết của Chúa Giêsu có quyền năng lớn lao vĩ đại như thế nào không? Dòng huyết đó là dòng huyết có thể vô hiệu hóa mọi quyền lực của Satan, có thể giải giáp Satan. Dòng huyết đó là dòng huyết có thể thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng ta. Và đó là cách duy nhất để cho chúng ta có cơ hội được tha tội. Đó là cách duy nhất để chúng ta có cơ hội bước vào con đường sống. Đó là cách duy nhất để chúng ta có cơ hội nắm lấy cái cơ hội sống đó. Thưa anh chị em, đó là lý do vì sao mà lời Chúa nói rằng huyết Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Và sau đó thì lời Chúa chép rằng còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là đấng thành tín công chính tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch khỏi mọi điều gian ác, hay là sạch khỏi mọi điều bất chính, hay là được tự do khỏi mọi thế lực của sự tối tăm bất chính gian ác. Hallelujah. Kinh Thánh nói rằng không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội. Vào thời cựu ước thì khi người ta phạm tội, người ta phải giết con sinh tế và phải làm cho đổ huyết của nó ra để tội của họ được tha, và làm theo những cái nghi thức rất là nhập nhằng của các thầy tế lễ. Và huyết đó chỉ cho một người trong một lần thôi. Thưa anh chị em, nếu họ lại phạm tội nữa thì họ lại phải tiếp tục làm cái nghi lễ đó. Không thể xóa tội cho họ mãi mãi và không thể xóa tội cho tất cả mọi người được. Bởi vì huyết đó là huyết của những con vật. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chiên con của Ngài. Chứ chiên con viết hoa nói về Chúa Giêsu. Ngài đã xuống thế gian này để trở nên the Lamb of God, trở nên chiên con của Đức Chúa Trời, trở nên sinh tế để có thể chuộc tội cho chúng ta một lần đủ cả. Nếu chúng ta thật sự tin nơi Ngài, nếu chúng ta thật sự bước vào mối quan hệ với Ngài, nếu chúng ta sẵn sàng kết nối với Ngài một cách riêng tư, thì dòng huyết của chiên con sẽ thanh tẩy mọi tội lỗi trong đời sống của chúng ta, sẽ buông tha chúng ta ra khỏi quyền lực ma quỷ, khỏi quyền lực của tội lỗi, và chúng ta sẽ có thể bước vào sự sống đời đời.
Đó là một sự mầu nhiệm, đó là một đặc ân, đó là ân điển. Chúng ta không thể dùng nỗ lực của mình mà có được. Chúng ta không thể dùng tiền bạc tài sản của mình để mua được. Chúng ta không thể dùng bất động sản của mình để đánh đổi được. Chúng ta không thể dùng lực lượng quân sự của mình để có được. Chỉ đơn giản là chúng ta tin. Chỉ đơn giản là chúng ta xòe đôi bàn tay đức tin ra và chúng ta đón nhận. Thưa anh chị em, qua những phần kinh thánh mà tôi đọc lúc nãy, anh chị em thấy rằng nhờ thập tự giá mà những cái quyền lực của ma quỷ bị bẻ gãy hoàn toàn. Nhờ thập tự giá của Chúa Giêsu, quyền lực ma quỷ bị bẻ gãy hoàn toàn. Nhờ huyết Chúa Giêsu đổ ra cho đến giọt cuối cùng, tất cả những quyền lực của ma quỷ đều sẽ bị tẩy ra khỏi đời sống của chúng ta khi chúng ta tin một cách hết lòng và không nghi ngờ. Thưa anh chị em, hallelujah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, dòng huyết ấy thanh tẩy chúng ta. Dòng huyết ấy xua tan mọi quyền lực của sự tối tăm. Nhưng với điều kiện, nếu như chúng ta gọi đó là điều kiện, chúng ta phải đón nhận. Chúng ta phải hết lòng đón nhận. Chúng ta phải thật sự tin. Nếu chúng ta không tin, nếu chúng ta đi theo Chúa theo kiểu tôn giáo, thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thưa anh chị em, nếu chúng ta đi theo Chúa theo kiểu tôn giáo, theo kiểu truyền thống loài người, thì sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả. Đó là lý do vì sao có rất 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 là nhiều người trên thế giới này. Họ nói rằng tôi là cơ đốc nhân, nhưng mà họ không có kinh nghiệm bất cứ một điều kỳ diệu nào trong cuộc đời của họ cả. Khi họ gặp khó khăn bế tắc, họ cũng cầu nguyện, thậm chí cầu nguyện rất nhiều, nhưng mà họ không thấy một sự đáp lời nào cả. Họ không thấy một sự linh nghiệm nào cả. Khi họ bệnh tật ốm đau, họ cũng cầu nguyện rất nhiều. Rồi họ lôi người khác vào cuộc, họ kêu gọi mọi người cầu thay cho họ. Nhưng có nhiều người chẳng kinh nghiệm điều gì cả. Họ vẫn cứ bệnh tật ốm đau. Rồi họ bắt đầu nghi ngờ Chúa. Rồi họ bắt đầu quay trở về với những cái con đường sai trật của mình. Thưa anh chị em, đó là những con người có tôn giáo. Còn những ai thật sự có đức tin nơi Chúa Jesus Christ, những ai thật sự có đức tin nơi những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta trên thập tự giá, những ai thật sự tin nơi lời Chúa trong Kinh Thánh, thì người đó sẽ bước vào con đường sống. Người đó sẽ nắm lấy cơ hội sống. Người đó sẽ nắm lấy cơ hội được đổi đời, trở nên một con người khác hoàn toàn một cách tích cực. Mỗi ngày sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi ngày sẽ lên chốn cao hơn. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ở trong thực tế, chúng ta có thể kiểm chứng điều này. Thưa anh chị em, có rất là nhiều người khốn khổ. Họ khốn khổ đủ kiểu hết. Có những cái gia đình, những cái gia tộc mà họ có những cái sự rủa xả của ma quỷ ở trên đời sống của họ. Có những gia tộc mà hễ những cái đứa con, những đứa cháu mà cứ tới năm 15 tuổi thì bắt đầu khùng khùng điên điên và đi lang thang. Có nhiều đứa đi thất lạc cho tới giờ này người ta không tìm được. Thưa anh chị em, ở những miền quê đầy dẫy những cái hiện tượng như vậy. Rồi có những gia tộc mà đến cái độ tuổi nào đó thì người ta bắt đầu chết, gọi là chết yểu đó, chết trẻ, và thế hệ này qua thế hệ khác. Thưa anh chị em, nó là một cái sự dây trói vô hình, nó là sự di truyền ma quỷ vô hình nào đó. Và cứ thế hệ này, thế hệ khác, họ đối diện với điều đó. Họ không có lối thoát. Cho đến khi mà họ được tiếp cận với lời Đức Chúa Trời, qua môi miệng của một tôi tớ Chúa thật nào đó, qua môi miệng của một con cái Chúa thật nào đó, qua môi miệng của một cơ đốc nhân thật nào đó, và họ đón nhận lấy lời đó. Họ đón nhận Chúa Giêsu vào lòng. Họ tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa và làm chủ cuộc đời của mình. Thì lúc đó bắt đầu có sự thay đổi tích cực. Họ bắt đầu kinh nghiệm sự bình an lần đầu tiên trong cuộc đời của mình. Họ bắt đầu kinh nghiệm sự vui mừng. Và những bệnh tật bắt đầu được chữa lành. Và những con quỷ được đuổi ra khỏi từng thành viên trong gia đình. Những sự rủa xả bị bẻ gãy hoàn toàn. Và rồi một thời gian sau, người ta thấy cục diện thay đổi hoàn toàn. Những con người được tự do thật, những con người khỏe mạnh, có sự bình an, có niềm vui, những con người tỉnh táo trở lại, không còn khùng điên nữa, không còn đi lang thang nữa.
Đó là một minh chứng rất là rõ ràng, không thể chối cãi về quyền trong huyết Chúa Giêsu. Đó là một minh chứng về tính hiệu quả của những gì mà Ngài đã làm tại nơi thập tự giá cho chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tuyệt vời anh chị em ơi. Và nếu anh chị em là những người đã từng tham gia công tác giải cứu, thì anh chị em sẽ thấy rất là rõ ràng, quỷ nó rất là sợ khi nghe nhắc đến huyết của Chúa Giêsu. Đó là một minh chứng thực tế. Anh chị em ơi, có những con quỷ nó rất là ngông cuồng. Nó huênh hoang, nó khoác lác, nó la hét, nó đấm đá, nó đập phá, nó làm đủ thứ hết. Nhưng mà khi nghe anh chị em trong Chúa, hoặc là hội thánh của Chúa, hoặc là các tôi tớ của Chúa hát những bài hát về quyền trong huyết Chúa Giêsu, những bài hát mà có danh và huyết của Chúa Giêsu, thì nó run sợ và nó xuất khỏi người mà nó đang ám, nó đang nhập. Có nhiều khi người ta đuổi một cách thông thường thì không có chuyện gì xảy ra, người ta hò hét, người ta làm đủ thứ, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà khi một bài hát được cất lên bởi những môi miệng của đức tin, quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn, quyền trong huyết, truyền con thánh, quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn, quyền năng do huyết bao chiến con lành, thì mắt ma quỷ nó giống như là nó đang đau đớn, đang vật vã. Nhiều lần chúng tôi thấy nạn nhân lăn trên sàn, vừa lăn vừa ôm đầu và nói đừng hát nữa, đừng hát nữa, đừng hát nữa, đừng hát nữa. Con quỷ nó la qua cái môi miệng của nạn nhân đó, đừng hát nữa. Và có một lần nọ tôi nhớ người phụ nữ đó vừa lăn, con quỷ nó nói qua miệng người phụ nữ, đừng đốt nữa, đừng đốt nữa. Khi chúng tôi hát những bài hát mà có danh và huyết Chúa Giêsu thì dường như có một ngọn lửa trừng phạt thiêu đốt cái con quỷ ở trong đó, và cuối cùng nó xuất ra khỏi và nạn nhân ngồi dậy tỉnh táo, ăn nói khôn ngoan trở lại, mặt mày tươi sáng trở lại. Thưa anh chị em, thật là tuyệt vời. Có một lần nọ thì người ta dẫn đến cho tôi một vị nữ giám đốc của một chi nhánh Viettel. Cái người đó là người Bắc, đến ở trong cái tình trạng là bị quỷ nó áp chế. Và cảm ơn Chúa, khi chúng tôi bắt đầu nhân danh Chúa Jesus Christ để đuổi nó, chúng tôi hát những bài hát có danh và huyết Chúa Jesus Christ, thì cuối cùng nó đã ra khỏi người phụ nữ đó. Không phải là một con quỷ, một linh, mà nó có nhiều linh như thế, nó ra khỏi. Và cái người phụ nữ nó khác biệt hoàn toàn so với lúc mới được dẫn đến gặp chúng tôi. Lúc mới đến gặp chúng tôi thì mặt mày đờ đẫn và con mắt nó mang dại, nó nhảm, nói tầm bậy tầm bạ, nó không phải là con người bình thường. Và khi quỷ bị đuổi ra rồi, những tà linh nó bị đuổi ra rồi, thì người phụ nữ đó mặt mày rạng rỡ tươi sáng và bắt đầu nói những lời rất là khôn ngoan mà chúng tôi không thể nào ngờ được. Và chúng tôi phải kết luận rằng chỉ có Đức Chúa Trời làm điều này thôi. Tuyệt vời anh chị em. Ồ, nếu mà nói về cái này thì nói hoài cũng không hết, không đủ thời gian cho chúng ta nói đâu thưa anh chị em. Tóm lại một điều, Chúa Giêsu có một sứ mạng khi đến thế gian này. Sứ mạng của Chúa là mở ra cho nhân loại một con đường sống, một cơ hội sống. Và Ngài thực hiện sứ mạng đó bằng cách là Ngài chịu chết trên thập tự giá. Và chúng ta gọi một cách chung là Ngài chịu thương khó. Bởi vì không chỉ chết thôi, mà trước khi chịu chết trên thập tự giá, Ngài đã bị sỉ nhục, bị phỉ nhổ, bị bắt một cách trái phép, bị xử một cách bất công, bị đánh đập một cách tàn tệ, rồi cuối cùng bị lôi đến thập tự giá, bị đóng đinh một cách dã man. Ngài đã đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng. Và nhờ những giọt huyết báu ấy, nhờ những giọt huyết vô tội ấy, nhờ dòng huyết thánh ấy, mà tôi và anh chị em có cơ hội được sống. Và ngày hôm nay, những ai đã tin Chúa thật thì người đó đã bước vào trong sự sống rồi. Sự sống thật, sự sống sung mãn, sự sống đời đời. Thưa anh chị em, đó là sự sống đời đời. Chúng ta chết về thể xác này không chấm dứt, chúng ta sẽ bước vào trong cõi đời đời và ở với Chúa mãi mãi. Thật là tuyệt vời. Ngày nào còn sống, ngày đó được Chúa bảo vệ, ngày đó được Chúa dẫn dắt, ngày đó được Chúa ban phước.
Và khi kết thúc cuộc sống ở trong cõi đời tạm này, chúng ta sẽ đi vào trong nơi vinh hiển, chúng ta sẽ đi vào trong nơi có sự hiện diện của Chúa cho đến mãi mãi. Hallelujah! Cảm ơn Chúa! Cảm ơn Chúa về sứ mạng của Ngài. Cảm ơn Chúa về sự chết của Ngài. Anh chị em ơi, sự chết của Chúa Giê-xu không phải là sự thất bại, mà sự chết của Chúa Giê-xu là sự đắc thắng. Anh chị em thấy không? Những phần kinh thánh tôi đọc lúc nãy đã minh chứng cho điều đó. Đó là sự đắc thắng. Khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra, thì chúng ta mới có cơ hội được sống. Và ngày hôm nay tôi nói với anh chị em rằng, Satan nó chỉ có thể khua môi múa mép, nó chỉ có thể dương oai diệu võ với những con người nào không biết Chúa, với những con người nào không tin Chúa mà thôi. Còn đối với những con người nào thật sự biết Chúa, thật sự hiểu về Chúa, thật sự tin cậy Chúa, thật sự trao trọn đời sống của mình, chức vụ của mình cho Chúa, thì anh chị em ơi, Satan nó không làm gì được họ cả. Nó không làm gì được họ cả. Kể cả khi nó có huy động lực lượng của nó súng lại để vây bọc anh chị em, cố xô cho anh chị em ngã. Có nhiều khi về mặt vật lý anh chị em ngã thật, nhưng mà không có vấn đề gì cả. Chúa chính là đấng giải cứu anh chị em. Chúa chính là đấng nâng anh chị em lên. Từ nơi mà kẻ thù muốn hãm hại anh chị em, Chúa nâng anh chị em lên. Và Chúa làm cho anh chị em được tôn trọng. Và Chúa sẽ làm cho anh chị em đầy năng quyền hơn nữa, đầy sự khôn ngoan, đầy kinh nghiệm cuộc sống hơn nữa, để anh chị em trở nên công cụ của Chúa, giúp đỡ cho biết bao nhiêu cuộc đời xung quanh anh chị em. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Tuyệt vời. Anh chị em có biết ơn Chúa không? Anh chị em có yêu Chúa không? Anh chị em có kính sợ Ngài không? Tôi mong rằng anh chị em sẽ như vậy. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Anh chị em ơi, cái câu hỏi số 1 của chúng ta, theo anh chị em, tại sao Chúa Giê-xu lại phán với Phi-e-rơ rằng, hỡi Sa-tan hãy lui ra đằng sau ta? Phải chăng Phi-e-rơ bị quỷ Sa-tan nhập? Tôi trả lời với anh chị em rằng, Phi-e-rơ không có đến nỗi bị quỷ Sa-tan nhập, không phải như vậy. Mà Phi-e-rơ bị Sa-tan lợi dụng. Satan bắn những cái mũi tên tư tưởng của nó vào trong đầu của Phi-e-rơ. Đây là điều mà trong chức vụ giải cứu chúng tôi hiểu rất là rõ. Satan và cái lũ quỷ của nó có những cái mũi tên tư tưởng. Nó bắn vào trong đầu của chúng ta những cái mũi tên tư tưởng đó. Những cái tư tưởng đó là những tư tưởng tiêu cực, những tư tưởng ác, những tư tưởng xấu. Tóm lại là những tư tưởng không đến từ Đức Chúa Trời, mà nó đến từ thế giới ma quỷ, thế giới tối tăm. Để làm gì? Để lừa dối chúng ta, để nó lèo lái những hành động chúng ta, để rồi chúng ta sẽ có những cái hành động, những cái lời nói nó nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời, để nó phá cái mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Và khi mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời bị gián đoạn, khi mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời bị bế tắc, trở nên không tốt đẹp, thì đó là lúc mà Satan rất dễ dàng hành hại chúng ta. Nó làm như vậy để nó tìm cơ hội tiếp tục trói buộc cuộc đời chúng ta, tiếp tục xiềng xích chúng ta, tiếp tục hành khổ chúng ta. Chúa Giê-xu đã từng nói rằng, kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến để ban cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Anh chị em thấy hai hình ảnh khác biệt không? Chúa đến với mục đích là để ban chúng ta sự sống thật và sự sống sung mãn, ban cho những người nào thật sự tin Chúa. Còn những người nào không phải là chiên của Chúa thì câu Kinh Thánh này không áp dụng cho họ được. Kinh Thánh nói rằng để ban cho chiên. Hãy để ý, nhiều người áp dụng sai. Nói rồi, vậy sao mấy người kia khổ? Tại mấy người kia có trở thành chiên của Chúa đâu. Họ khứ từ Chúa mà. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến để ban cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Chúa đến với mục đích tốt lành như vậy, còn kẻ thù thì nó luôn tìm cách để cướp, giết và hủy diệt chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta phải hết sức là cẩn trọng trong đời sống của mình. Hết sức là cẩn trọng. Anh chị em thấy không? Cái bài học trước của chúng ta trong tối thứ tư trước, thì chúng ta thấy rằng Chúa đã khen Phi-e-rơ, Chúa đã nói những cái điều rất là tốt đẹp với Phi-e-rơ
Chúa đã cho ông thấy một cái viễn cảnh rất là tốt đẹp. Phi-rơ lúc đó bỗng nhiên trở thành một ngôi sao. Nhưng mà chỉ ngay sau đó thôi thì Phi-rơ đã bắt đầu nói bậy rồi đó. Nếu mà chúng ta suy nghĩ theo cách con người, chúng ta nói ủa Phi-rơ nói có gì đâu bậy. Thật ra Phi-rơ rất là tình cảm, Phi-rơ rất là yêu Chúa, Phi-rơ rất là lo cho Chúa, Phi-rơ không có muốn Chúa bị người ta bắt, Phi-rơ không muốn Chúa bị người ta đánh đập, Phi-rơ không muốn Chúa bị người ta sỉ nhục, Phi-rơ không muốn Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá. Đó là tốt chứ sao mà Chúa lại quở trách Phi-rơ, lại nói nặng lời như vậy. Những người nào mà không được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Linh thì không bao giờ hiểu được. Những cái việc như thế này thì chỉ có những người được Thánh Linh dẫn dắt mới hiểu được thôi. Còn người nào không được Thánh Linh dẫn dắt mà cứ dùng lý trí của mình thì không có cách gì để hiểu được, anh chị em ạ. Tại vì khi Phi-rơ nói như vậy thì ông đang nói trong cái cách của con người mà bị Satan nó lợi dụng. Anh chị em thấy không? Chúa đến, mục đích của Ngài, sứ mạng của Ngài là để chết trên thập tự giá, để chịu thương khó, để chết trên thập tự giá, để mở ra cho cả nhân loại một con đường sống, một cơ hội sống. Nhưng mà khi Phi-rơ nói như vậy, có nghĩa là ông đang ngăn cản ý định của Đức Chúa Trời. Ông đang ngăn cản kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ông đang quấy rối. Và đương nhiên Phi-rơ thì chẳng bao giờ muốn quấy rối. Chính cái kẻ giấu mặt là Satan nó muốn quấy rối. Và nó lợi dụng sự bất toàn của chúng ta. Nó lợi dụng sơ hở của chúng ta để nó quấy rối, thưa anh chị em. Đây là một cái bài học rất là thực tế trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần phải cẩn trọng về điều này. Kể cả những người lãnh đạo hội thánh, kể cả những tôi tớ Chúa được sức dầu, hãy hết sức cẩn trọng về đời sống và chức vụ của mình. Có thể mới hôm qua chúng ta giảng một sứ điệp đầy lửa, một sứ điệp đầy sự sức dầu. Có thể mới hôm qua chúng ta nói một điều cao trọng, một điều tốt lành, một điều chứa đựng tình yêu thương, chứa đựng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chứa đựng năng quyền của Đức Chúa Trời. Nhưng có thể hôm nay vì mất cảnh giác, vì quá ư say sưa với chiến thắng, mà chúng ta sẽ sơ hở, và chúng ta sẽ dính những cái mũi tên tư tưởng bậy bạ sai trật của kẻ thù. Và chúng ta bắt đầu thấy miệng của mình mở ra và nói những điều chẳng có cao trọng gì cả, đi nói xấu người khác, đi vu oan giá họa cho người khác, gây gổ với người khác. Hoặc mới hôm qua chúng ta công bố lẽ thật của Chúa, nhưng hôm nay chúng ta lại nói cái điều gì đó mà nó nghịch lại với điều tốt lành chúng ta đã từng công bố. Mới hôm qua nói những lời đầy đức tin, nhưng hôm nay lại nói những lời đầy vô tín, đầy nghi ngờ. Mới hôm qua nói những lời truyền lửa cho mọi người, nhưng hôm nay thì lại truyền những cái sự lạnh giá vào trong tâm hồn con người ta. Chính chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Và những tín hữu thì sao? Chúng ta có thể áp dụng được bài học nào từ phần Kinh Thánh này, từ cái câu chuyện này? Chúng ta phải hết sức cẩn trọng và phải lấy Kinh Thánh làm nền tảng cuộc đời chúng ta, và phải luôn tra xem Kinh Thánh, xem những cái lời mà các tôi tớ Chúa rao giảng có thật không, có đúng không. Đừng thần tượng ai cả. Đừng quá ngưỡng mộ cho đến mức độ chúng ta trở thành thần tượng. Rồi cái vị mục sư đó nói cái gì chúng ta cũng răm rắp nghe theo. Người lãnh đạo nó nói cái gì chúng ta cũng răm rắp nghe theo, không cần biết đúng hay sai. Có phải đây là một thực trạng nhức nhối không? Một thực trạng thật sự rất là nhức nhối. Tôi biết nhiều tín hữu, họ giống như là những cái con người khờ khạo. Họ trở nên khờ khạo bằng cách nào đó, họ trở nên những con người khờ khạo. Rõ ràng tôi thấy có những người lãnh đạo sai trật, đang làm những điều sai trật, đang nói những điều sai trật, đang dạy những điều vô tín, đang dạy những điều nghịch lại với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Nhưng mà có nhiều người cứ lầm lũi đi theo, lầm lũi nghe theo và thực hành những cái sự dạy dỗ sai trật đó. Kết quả là gì? Kết quả là đời sống họ đầy dẫy những nan đề. Kết quả là đời sống họ, thân thể họ đầy dẫy những bệnh tật và không có lối thoát. Phải cẩn thận. Tôi không có nói về những người mà từ đầu đến cuối họ sai trật,
Những người đó thì quá rõ ràng không nói. Nhưng mà anh chị em ơi, có nhiều người ngày hôm qua họ đã rất mạnh mẽ, họ đã dạy một cách rất chuẩn xác, họ dạy ở trong sự sức dầu mạnh mẽ. Nhưng mà rất có thể giống như Phê-rơ, ngày hôm nay họ không còn được như vậy nữa. Vì họ đã mất cảnh giác, vì họ đã say sưa trong chiến thắng, vì họ đã bắt đầu nhìn vào con người của mình và tưởng rằng mình ngon lành lắm. Họ không còn suy nghĩ rằng tất cả những điều tôi có thể làm được đều đến từ Đức Chúa Trời. Họ không còn suy nghĩ rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban sức mạnh, ban năng lực cho tôi. Và đó là nan đề. Thưa anh chị em, mới trước đó Phi-rơ đã nói một điều mà Chúa đã khen và Chúa đã nói rằng đó là một điều được Đức Chúa Cha thần cảm. Nhưng mà ngay sau đó thì Chúa đã nói một cách rất là nặng nề: hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta. Thưa anh chị em, tôi rất quân bình trong đức tin của tôi và tôi rất cẩn trọng trong cuộc sống. Bởi vì tôi nhớ rằng lời Chúa dạy chúng ta: ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Ngay trong lúc mà mình tưởng rằng mình đang đứng vững vàng thì mình phải cẩn thận, mình phải cảnh giác. Kẻo mình say sưa trong chiến thắng, kẻo mình trở nên tự phụ, kẻo mình trở nên kiêu ngạo, mà mình sẽ sa vào trong cạm bẫy của ma quỷ. Mình sẽ sơ hở và những mũi tên của kẻ thù sẽ bắn vào trong cái tư tưởng của mình. Và rồi cuối cùng mình không còn trong sạch nữa, mình bị trộn lẫn bởi những cái thứ hỗn tạp trong đầu của mình. Cuối cùng tự mình giảng ra những cái giáo lý hỗn tạp, mình giảng ra những cái thứ mà mình cho là lẽ thật nhưng mà thật ra nó là lẽ giả. Và cuối cùng mình khiến cho nhiều người phải bị hư hoại vì chính sự giảng dạy sai trật của mình. Tôi rất cẩn trọng về điều này, thưa anh chị em. Luôn phải có một sự chuẩn bị kỹ càng, luôn phải có thì giờ để cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa hướng dẫn mình, chính mình học với Chúa trước, để rồi mình đem cái bài học đó mình chuyển tải lại cho dân sự của Chúa. Chính mình trải nghiệm, mình kinh nghiệm, mình kinh nghiệm lời Chúa tuyệt vời như thế nào, rồi mình chia sẻ lại cho dân sự Chúa, thì nó mới sống động, thì nó mới có đầy sức thuyết phục, thì nó mới có một cái động lực để đẩy người ta bước đi trong đức tin, thưa anh chị em. Hãy cẩn trọng, hãy nhớ cái câu chuyện này. Đừng thần tượng ai, đừng thần tượng một con người nào ngoài Đức Chúa Trời ra. Anh chị em ơi, đừng thần tượng ai. Nếu thần tượng thì chỉ thần tượng một mình Đức Chúa Trời thôi, không thần tượng bất cứ một đối tượng nào khác ngoài Đức Chúa Trời cả. Bởi vì chỉ có một mình Đức Chúa Trời chúng ta là hoàn hảo. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôi biết rằng ngày hôm nay rất nhiều người giữa vòng anh chị em, những người đang theo dõi chương trình này, rất nhiều người khác và những người ở bên ngoài kia là những người đang vướng phải cái chỗ này đây. Có thể những người đó là những tôi tớ đang phục vụ Chúa. Chính họ đã không cẩn trọng trong đời sống, và chính họ đã bị Satan lợi dụng mà họ không hay, và họ ảnh hưởng không tốt đẹp trên cộng đồng. Họ đã làm cho nhiều người phải đi vào chỗ lụng bại vì chính chức vụ của họ, vì chính sự giảng dạy tầm bậy tầm bạ của họ. Và nhiều tín hữu thì lại thần tượng, quá ngưỡng mộ một con người nào đó đến mức độ thần tượng, cái gì cũng nghe mà không biết chắc lọc, tiếp thu một cách không có sự chọn lựa đúng đắn, và thế là tiếp nhận những điều không đúng đắn vào trong cuộc đời của mình, tiếp nhận những cái tư tưởng không đúng đắn, và cuối cùng thực hành những điều không đúng đắn và dẫn đến những kết quả tồi tệ. Tôi mong rằng anh chị em sẽ có đủ khôn ngoan để dừng lại. Lẽ thật của Đức Chúa Trời phải được chứng minh là đúng trong thực tế. Nếu ai đó dạy cho anh chị em một điều gì đó mà anh chị em áp dụng vào một cuộc đời anh chị em khốn khổ hơn, tồi tệ hơn, thì đó không phải là lẽ thật. Đó là lẽ giả. Đó là những tư tưởng méo mó lệch lạc. Còn nếu ai đó dạy cho anh chị em điều gì đó mà khi anh chị em áp dụng vào, anh chị em thấy nó kết quả, anh chị em thấy tâm hồn mình bình an, anh chị em thấy mình có niềm vui, anh chị em thấy bệnh tật trong cơ thể mình được chữa lành, anh chị em thấy mình yêu thương nhiều hơn, anh chị em thấy mình khôn ngoan hơn, anh chị em thấy mình kiên nhẫn hơn, mình có sức chịu đựng hơn, thì hãy tin rằng tôi tớ Chúa đã giảng điều đúng, và những gì ra từ môi miệng của tôi tớ Chúa chắc chắn là lẽ thật.
Amen. Hallelujah. Đó là cách để chúng ta kiểm chứng giữa một rừng những cái tư tưởng trong thế giới này, giữa một rừng những quan điểm trong thế giới này. Làm sao chúng ta biết tư tưởng nào đúng, tư tưởng nào sai? Làm sao chúng ta biết quan điểm nào đúng, quan điểm nào sai? Chúa Giêsu đã cho chúng ta một nguyên tắc vàng. Chúa Giêsu đã cho chúng ta một bí quyết để biết được, đó là xem trái thì biết cây. Cây xấu thì không thể cho ra trái tốt, mà cây tốt không thể cho ra trái xấu. Cây gì cho ra trái nấy. Amen anh chị em. Hallelujah. Đừng mất công cãi nhau về lý thuyết. Hãy dựa vào bông trái để mà biết được. Amen anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng ta xem ở trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5 câu 8. Thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5 câu 8. Anh chị em mở ra với tôi để thấy được sự nhắc nhở của lời Chúa là như thế nào. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5 câu 8. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. Tôi tin rằng khi Phi-e-rơ nói câu này, ông đang nhớ lại một số câu chuyện ở trong suốt quãng đường ông đi theo Chúa. Và một trong những câu chuyện đó chính là câu chuyện mà chúng ta đã đọc ngày hôm nay. Câu chuyện là ông đã nói cái sự can ngăn và Chúa đã nói rằng hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau ta. Anh chị thấy không? Tôi ước ao rằng chúng ta sẽ có sự khôn ngoan và nhạy bén để có thể kinh nghiệm những điều tốt lành sẽ đến với đời sống của mình. Hallelujah! Cảm ơn Chúa. Anh chị em có thể đọc với tôi thêm ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 12. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 12. Vậy nên ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. À, đó là cái câu hồi nãy tôi có đọc đó. Bây giờ thì tôi đọc rõ địa chỉ cho anh chị em luôn, để mà anh chị em có thể tìm và đánh dấu nha. Hãy hết sức cẩn trọng thưa anh chị em. Anh chị em còn nhớ rằng khi mà dân Israel đã chiến thắng một cách lừng lẫy đối với thành Jericho, thì ngay sau đó họ đã thất bại trước một thành nhỏ hơn nhiều là thành Ai không? Anh chị em thấy không? Mới vừa chiến thắng, sau đó một thất bại, một sự nhục nhã vô cùng. Hãy cẩn trọng. Và vua David đã chiến thắng rất nhiều kẻ thù, nhưng trong một lúc sơ hở, trong một lúc tự mãn, trong một lúc thiếu cảnh giác, ông đã phạm tội một cách nghiêm trọng. Phạm tội tà dâm, rồi sau đó phạm tội lừa dối giết người, và kéo theo những cái hậu quả rất là nặng nề trong đời sống ông mà ông phải gánh. Nhưng bởi ân điển Chúa, bởi sự ăn năn thật của ông, thì Chúa đã đưa ông ra khỏi tất cả những điều tồi tệ đó và lại tiếp tục cất nhắc cuộc đời ông. Cho nên nếu như những ngày qua mà anh chị em đã bị ma quỷ lừa dối và đã bị nó trói buộc, thì ngày hôm nay anh chị em ơi, khi nghe sứ điệp này, hãy hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa. Ăn năn trước mặt Chúa. Và nếu anh chị em chưa thật sự tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, mà chỉ là đi trong con đường tôn giáo thôi, thì hãy mở lòng ra ngay giờ này. Và hãy thưa với Chúa rằng, Chúa Giêsu ơi, con là một tội nhân. Con cần sự tha thứ của Ngài. Con cần sự giải phóng của Ngài. Con cần sự cứu rỗi của Ngài. Con cần sự chữa lành của Ngài. Giờ này con xin mở lòng mình ra, tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa và làm chủ của cuộc đời mình. Con nguyện bước đi theo Ngài cho đến mãi mãi. Con nguyện bước theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh để có thể tiến lên với Chúa mỗi ngày. Hãy nói với Chúa những điều đó. Và anh chị em sẽ được đưa vào vùng tự do thật. Đời sống anh chị em sẽ bắt đầu được biến đổi từ đây. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôi thường hay hướng dẫn những người bệnh và những người đang bị ma quỷ trói buộc cái lời cầu nguyện và công bố như thế này. Chúa Giêsu ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã chết thay cho con trên thập tự giá, đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng. Con tin và con công bố rằng nhờ dòng huyết ấy, mọi quyền lực ma quỷ trong con bị bẻ gãy, mọi sự rủa xả ở trong cuộc đời con bị loại bỏ, mọi tội lỗi con được tha, và mọi bệnh tật trong cơ thể con được chữa lành. Và rất nhiều người khi họ cầu nguyện như vậy, với đức tin của họ, họ công bố điều đó với đức tin của họ, thì họ đã kinh nghiệm sự tự do và sự chữa lành đến với họ.
Tuyệt vời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cùng đi đến phần 2 lớn. Sứ mạng của chúng ta. Tôi đã trình bày về sứ mạng của Chúa Giêsu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về sứ mạng của chúng ta. Chúng ta xem trong câu 24 đến câu 26 của phần Kinh Thánh nền tảng hôm nay. Rồi Đức Chúa Giêsu phán với môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được. Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Sứ mạng của chúng ta là gì thưa anh chị em? Tôi nhớ ở trong thời trẻ tôi có đọc một cái quyển sách có tựa đề là Theo dấu chân Chúa. Ở trong đó có một nhóm người yêu mến kính sợ Chúa và họ thống nhất với nhau rằng trước khi họ làm bất cứ một điều gì thì họ sẽ suy nghĩ xem nếu Chúa Giêsu làm mình thì sẽ xử lý cái trường hợp đó như thế nào, sẽ quyết định nó làm sao, sẽ hành động làm như thế nào, thưa anh chị em. Và khi họ xác định được rằng Chúa Giêsu đã sẽ làm cái điều như vậy như vậy như vậy thì họ nhất định họ sẽ làm theo đúng cái cách của Chúa. Đó là một quyển sách rất là hay, thưa anh chị em. Sứ mạng của chúng ta là theo dấu chân Chúa, là tiếp bước Chúa Giêsu, thưa anh chị em. Nếu như thầy của chúng ta, nếu như Chúa của chúng ta, nếu như chủ của chúng ta đã có một khát vọng để cứu người thì chúng ta cũng cần có một khát vọng cứu người. Nếu như Chúa đã có những hành động cụ thể để cứu người, để giải phóng con người, thì chúng ta cũng cần có những hành động cụ thể để cứu người, để giải phóng con người. Ở trong Ê-sai 58 câu 6 và câu 7 chép như thế này. Anh chị em cùng mở ra với tôi Ê-sai 58 câu 6 và câu 7. Ngay từ trong Cựu Ước chúng ta đã thấy ý muốn của Chúa rất là rõ ràng cho cuộc đời của chúng ta, cho sự phục vụ của chúng ta. Chẳng phải sự kiên ăn mà ta chọn đó là tháo những xiềng gian ác, mở dây trói của ách, thả cho kẻ bị áp bức được tự do và bẻ gãy mọi ách hay sao? Chẳng phải là chia sẻ thức ăn cho người đói, đem kẻ nghèo khổ không nhà cửa về nhà mình, khi thấy người trần truồng thì mặc cho và không ngoảnh mặt làm ngơ với anh em cốt nhục mình hay sao? Anh chị thấy chưa? Chúa muốn sử dụng chúng ta để bẻ xiềng, tháo cùm và giải phóng những phu tù, trả tự do cho họ, giúp đỡ những người khốn cùng ở trong xã hội này. Thưa anh chị em, chúng ta đọc ở trong Mác chương 16 câu 15: Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ở trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 7 câu 8 thì lời Chúa chép như thế này: Khi đi đường hãy rao giảng rằng vương quốc thiên đàng đã gần rồi. Hãy chữa lành người đau, khiến sống người chết, làm sạch người phong hủi và đuổi các quỷ. Các con đã được nhận không thì hãy cho không. Ở trong Ma-thi-ơ chương 10 từ câu 16 đến câu 39, tôi muốn mở phần Kinh Thánh này ra và cùng đọc với anh chị em. Ma-thi-ơ chương 10, đây là phần Kinh Thánh mà chúng ta đã từng đi qua, chúng ta đã từng học trong một cái bài học rất là quan trọng. Chương 10 từ câu 16 đến câu 39: Này, ta sai các con đi như chiên giữa bầy muôn sói, vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Hãy đề phòng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho hội đồng công luận và đánh đòn các con trong nhà hội. Vì cớ ta, các con sẽ bị giải đến trước mặt các tổng đốc và các vua để làm chứng cho họ và các dân ngoại. Nhưng khi họ đem nộp các con, chớ lo phải nói như thế nào hoặc nói những gì. Trong giờ đó, những gì phải nói sẽ được ban cho các con. Vì không phải các con tự nói đâu, nhưng Thánh Linh của cha các con sẽ nói qua các con. Anh sẽ nộp em để bị giết, cha sẽ nộp con. Con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ và khiến họ phải chết. Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh ta. Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu rỗi. Rồi tôi đọc những cái câu ở dưới nha, bỏ qua một số phần bởi vì nó hơi dài. Tôi sẽ đọc câu 28:
Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Rồi, tôi đọc tiếp câu số 32. Thế thì, hễ ai xưng nhận ta trước mặt thiên hạ, ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối bỏ ta trước mặt thiên hạ, ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt cha ta ở trên trời. Chớ tưởng ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem bình an mà là gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng, và kẻ thù của người ta lại là người nhà của mình. Ai yêu cha hoặc mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta. Ai yêu con trai hoặc con gái hơn ta cũng không xứng đáng với ta. Ai không phát thập tự giá mình mà theo ta thì chẳng xứng đáng với ta. Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được. Qua những phần kinh thánh mà tôi đã đọc cho anh chị em, thì anh chị em thấy rất là rõ ràng. Chúa có một sứ mạng cho chúng ta. Đó là chúng ta phải cứu người. Chúng ta phải ra đi rao giảng tin lành. Chúng ta phải đuổi quỷ, phải chữa bệnh, phải đem sự giải cứu đến cho những con người đang bị trói buộc, đang bị giam hãm trong các nhà tù thuộc linh. Thưa anh chị em, nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng mà khi đi ra thực hiện thì anh chị em sẽ thấy rằng nó không dễ dàng như chúng ta tưởng. Đó là lý do vì sao mà Chúa Giêsu nói rằng ta sai các con đi như chiên giữa bầy muôn sói. Những người quyết định nhận lấy sứ mạng này, quyết định thực thi sứ mạng này, sẽ gặp rất nhiều sự ngăn trở, rất nhiều sự khó khăn trong đời sống và trong chức vụ của họ. Nếu ai đó nói rằng tôi phục vụ Chúa bao nhiêu năm nay mà không có một sự trở ngại nào cả, mọi người đều ủng hộ tôi, tất cả mọi người đều tung hô tôi, mọi người trải thảm đỏ ra đón tôi, không có ai phàn nàn tôi hết, không có ai chỉ trích tôi, không có ai nói xấu tôi hết, không có ai vu oan giá họa cho tôi chưa từng bị bắt, tôi chưa từng bị bắt vào trong nhà tù, tôi chưa từng bị lôi đến đồn cảnh sát. Nếu như người nào nói như vậy, thì thưa anh chị em, tôi nghĩ rằng họ phải coi lại, bởi vì nó không đúng với những gì mà Chúa đã cho chúng ta biết. Nếu một người nào nói rằng, ồ, từ khi mà tôi tin Chúa, tôi phục vụ Chúa đó, tất cả những người bạn của tôi đều yêu mến tôi và không có một người nào ghen ghét tôi hết, không có một người nào gây khó khăn trở ngại, tôi không hề bị bắt bớ ở trong gia đình của mình, tôi không hề bị bắt bớ trong dòng họ của mình, tôi không hề bị hàng xóm bắt bớ, tôi không hề bị người này nói vào nói ra. Tôi xin lỗi nha, phải xem lại đấy. Phải xem lại. Bởi vì Kinh Thánh chấp rằng cả thế gian phục dưới quyền của ma quỷ, những người nào chưa tin Chúa họ ở dưới quyền của ma quỷ. Ma quỷ vẫn có thể lừa dối họ. Ma quỷ vẫn có thể làm cho họ khốn khổ. Ma quỷ vẫn có thể lèo lái họ. Và chắc chắn một điều, ma quỷ nó không thể nào vui khi mà nó nhìn thấy ai đó yêu mến Chúa, khi nó nhìn thấy ai đó kính sợ Chúa. Nó không thể nào vui nếu như nó nhìn thấy một tôi tớ, một cơ đốc nhân nào đó đang rất hiệu quả cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Nó sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn người đó. Và một trong những cách hiệu quả nhất đối với nó là nó sẽ dùng những con người xung quanh chúng ta là những con người không thuộc về Chúa, là những con người không hiểu về Chúa, là những con người không có đức tin, những con người đang sống trong xác thịt, đang sống theo ý riêng. Nó sẽ lợi dụng những con người đó, nó sẽ dấy những con người đó lên và dùng những con người đó để cản trở chúng ta, để quấy rối chúng ta. Và nếu có thể được, dùng những con người đó để ức hiếp, để giết chết chúng ta, để tiêu diệt chúng ta. Đó là lý do vì sao mà Chúa Giêsu nói rằng chớ tưởng ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem bình an mà là gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng, và kẻ thù của người ta lại là người nhà của mình. Chúa Giêsu là vua hòa bình, Ngài không có đem chiến tranh đến. Nhưng mà đây là một cái cách nói để nhấn mạnh, để tô đậm, để cho chúng ta nhớ, để chúng ta hiểu được cái thực tế cuộc sống là gì. Ý Ngài là gì? Sẽ có một cuộc chiến tranh, nó phát ra, nó nổ ra, mà không phải do chúng ta, mà do những người chưa tin Chúa ở trong gia đình chúng ta, do những người chưa tin Chúa ở trong cộng đồng chúng ta, hoặc là do những người mà cũng mang danh cơ đốc nhân, nhưng mà họ chỉ đi con đường tôn giáo, họ chỉ đi con đường truyền thống của loài người.
họ chỉ bước theo xác thịt thôi, ý riêng thôi. Họ cũng ở trong nhà thờ, họ cũng ở trong cái nhóm đó, cái nhóm cơ đốc, nhóm tin lành đó. Họ ở trong cái môi trường gọi là thờ phượng Chúa đó, nhưng mà thật ra họ là người của tôn giáo, họ là người đi theo truyền thống loài người, họ vẫn sống theo xác thịt, họ không có mối liên hệ riêng tư với Chúa Giêsu. Ma quỷ hoàn toàn có thể lợi dụng tất cả mọi con người này, từ những người ở ngoài cơ đốc giới cho đến những người ở trong cơ đốc giới nhưng mà lại không có mối liên hệ với Chúa, không có đức tin thật. Ma quỷ lợi dụng được hết, và nó sẽ dấy lên những cuộc chiến tranh. Những cuộc chiến tranh đó tất nhiên không đến từ những con người tin kính Chúa, không đến từ những con người thật sự tin cậy Chúa, không. Những cuộc chiến tranh đó đến từ những kẻ xác thịt, đến từ những cái kẻ mà không có mối liên hệ với Chúa Giêsu. Anh chị em hiểu không? Đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, đuổi quỷ chữa bệnh nghe có vẻ dễ dàng, nhưng khi chúng ta chạm vào thực tế, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều trở lực, có rất nhiều sự quấy rối tấn công của ma quỷ. Nhưng có một tin vui cho tất cả anh chị em, đó là Chúa Giêsu Christ của chúng ta đã chiến thắng. Ngài đã chiến thắng ngay tại thập tự giá, và Ngài đã khẳng định chiến thắng đó bằng sự phục sinh của Ngài. Ngài đã sống lại từ phần mộ, phục sinh đầy vinh quang, và Ngài confirm, Ngài xác nhận, Ngài khẳng định lại sự chiến thắng nơi thập tự giá. Và chúng ta là những người đang bước đi trong sự lãnh đạo của Ngài, thì chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Chiến thắng đã được định cho chúng ta rồi. Những cơ đốc nhân thật nên nhớ rằng chiến thắng đã được định cho chúng ta rồi. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, trừ khi chúng ta không chịu chiến đấu. Chúng ta không chiến đấu thì chúng ta mới thất bại, chúng ta mới ngã dài thôi. Còn nếu chúng ta đứng lên, cầm vũ khí mà Chúa đã trang bị cho chúng ta, thì chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành được sứ mạng của mình. Thưa anh chị em, ôi, ở trong thực tế thì có quá nhiều chuyện để mà kể. Đâu có gì đơn giản để mà thực hiện sứ mạng của mình. Có những sự ngăn trở nó đến từ trong chính cái ý riêng của mình. Có những sự ngăn trở nó đến từ trong gia đình mình. Có những sự ngăn trở nó đến từ trong chính cái nơi mà mình đang sinh hoạt, cái cộng đồng cơ đốc mà mình đang sinh hoạt. Và có những sự ngăn trở đến từ cái thế giới bên ngoài, là thế giới không tin Chúa. Đủ thứ anh chị em. Nhiều khi mình đi ra mình công bố lời Chúa, người ta có thể chửi mắng mình, thậm chí người ta hâm đánh mình. Khi đi ra cầu nguyện cho ai đó, có nhiều khi bị người khác sỉ nhục. Khi đi ra làm công việc giải cứu, chữa lành, đi ra để giải phóng cho những phu tù, có nhiều khi không được ai cảm ơn cả, không ai họ đánh giá cao điều đó cả. Mà thay vào đó, nhiều khi họ còn gọi điện thoại kêu chính quyền đến bắt mình một cách vô cớ. Cái người mà làm chuyện xấu, phạm pháp, bị bắt thì không nói. Nhưng mà những người như chúng ta, chúng ta tận hiến cho Chúa, phục vụ Chúa, làm những điều tốt lành để cứu người ta và làm một cách miễn phí, bỏ sức lực của mình ra, bỏ thì giờ của mình ra, thậm chí bỏ tiền bạc của mình ra để cứu họ, để giúp họ giải quyết nan đề của họ. Nhưng có nhiều khi chúng ta lại phải nhận những cái gáo nước lạnh tạt vào mặt của mình. Thưa anh chị em. Và đó là cái giá mà chúng ta phải trả cho tình yêu, thưa anh chị em. Đó là cái giá mà chúng ta phải trả để thực hiện sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho cuộc đời của chúng ta, thưa anh chị em. Ngài muốn chúng ta trở thành những cánh tay nối dài của Ngài. Ngài muốn chúng ta trở thành những nhịp cầu để có thể kết nối giữa Ngài với những người chưa tin Chúa. Ngài muốn chúng ta trở thành cái ống dẫn của quyền năng, ống dẫn của sự chữa lành, ống dẫn của ơn phước, ống dẫn của sự bình an, ống dẫn của niềm vui, để tràn ngập tất cả những điều tốt lành đó vào trong cuộc đời của những con người mà trước tới giờ họ chưa bao giờ kinh nghiệm được những điều tốt lành đó. Thưa anh chị, sứ mạng của chúng ta là theo dấu chân Chúa. Sứ mạng của chúng ta là tiếp bước Chúa Giêsu. Và chúng ta không thể nào theo dấu chân Chúa được, chúng ta không thể nào tiếp bước Chúa Giêsu được nếu như trong lòng chúng ta vẫn còn những sự ích kỷ, những sự vị kỷ. Nếu như chúng ta trong lòng vẫn còn chất chứa những ý riêng, chúng ta cần phải vứt bỏ những điều đó. Cần phải có một sự đầu phục Chúa hoàn toàn, thì chúng ta mới có thể thực hiện được sứ mạng này, thưa anh chị em. Anh chị em thấy không? Đây là lần tiếp theo mà Chúa Giêsu nhắc lại. Nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.
Vì bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được. Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Chúa đã nói những điều tương tự như thế này ở trong Matthew chương 10. Và bây giờ Chúa nhắc lại. Chúa nhắc lại. Anh chị em có sẵn sàng từ bỏ chính mình không? Anh chị em có sẵn sàng từ bỏ những quyền lợi của riêng mình, của gia đình mình để có thể chiến đấu cho vương quốc của Đức Chúa Trời không? Anh chị em có thể nhường cơm sẻ áo không? Anh chị em có thể chia sẻ những điều tốt lành cho những người xung quanh không? Thậm chí nếu anh chị em đang có một cái chén cơm, có thể đó là cái chén cơm duy nhất, mà nếu như có ai đó họ đang đói, họ đang run rẩy, tình trạng họ tệ hơn anh chị em có thể đưa chén cơm đó cho họ không? Hay anh chị em sẽ nghĩ rằng không, 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 không. Ai chết mặc họ, sống chết mặc bay, tôi không quan tâm. Cái chuyện của họ, họ lo. Chuyện tôi lo. Bây giờ tôi phải ăn cái chén cơm này cái đã. Còn ai chết mặc kệ họ. Nếu chúng ta suy nghĩ như vậy thì cũng giống như bao nhiêu người ở bên ngoài kia thôi. Thưa anh chị em, là Cơ Đốc nhân chúng ta phải suy nghĩ khác. Chúng ta phải ý thức về sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho cuộc đời của mình. Và hãy tin cùng với tôi như thế này. Có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Hãy tin điều đó. Nếu như chúng ta vứt bỏ tất cả mọi sự, hoặc là ai đó lấy hết tất cả mọi sự của chúng ta không sao cả. Cái điều quan trọng là chúng ta có Chúa. Điều quan trọng là chúng ta thật sự nắm giữ Chúa. Chúng ta ở trong mối liên hệ mật thiết với Chúa. Chúng ta tin Chúa một cách trọn vẹn. Và khi chúng ta tin Chúa một cách trọn vẹn, khi chúng ta ở trong mối quan hệ vững chắc với Chúa, thì chúng ta sẽ có bất cứ điều tốt lành nào. Hallelujah. Kể cả cơm áo gạo tiền nơi ăn chốn ở, Ngài sẽ Giê-rê, Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta. Tôi không nói lý thuyết mà tôi đã kinh nghiệm. Suốt những năm tháng đi theo Chúa, phục vụ Chúa, tôi đã kinh nghiệm hết lần này tới lần khác. Và tôi chưa bao giờ phải sống như một người ăn mày hay một cái người đói rách tả tơi. Chưa bao giờ. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Có thể ngày hôm nay tôi chưa có giàu có về tiền bạc, rủng rẽn tiền bạc như nhiều người khác. Nhưng mà anh chị em ơi, tôi có những sự giàu có mà người khác dùng tiền cũng không thể mua được. Và tôi cũng tin rằng trong tương lai, Chúa hoàn toàn có thể làm cho tôi được giàu có về tiền bạc, về tài chánh, để tôi có thể dùng những điều đó giúp đỡ một cách thiết thực cho những con người có nhu cầu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay, mặc dù tôi chưa có nhà riêng và hội thánh chúng tôi chưa có một cái nơi riêng tư để thờ phượng Chúa, vẫn phải đi thuê đi mướn, nhưng mà chúng tôi vẫn thấy mình giàu có. Chúng tôi không cần phải xin xỏ ai cả. Chúng tôi không cần phải năn nỉ ai cả. Chúng tôi không cần phải dùng mánh khóe này, mánh khóe nọ để tạo mãi. Xin thưa không. Chúng tôi vẫn tiếp tục ca hát vang lừng. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhảy múa. Chúng tôi vẫn tiếp tục nói về sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Vẫn tiếp tục để truyền cảm hứng đức tin cho những người khác, thưa anh chị em. Và chúng tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã sẵn sàng, đã chuẩn bị tất cả mọi điều cần thiết, những điều tốt lành cho cuộc đời chúng tôi rồi. Không chỉ là đủ mà còn là dư dật nữa kìa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôi nói với các nhân sự của tôi rằng mục sư không quan tâm về những vấn đề của cải vật chất. Mục sư không quan tâm là chúng ta có bao nhiêu nhạc cụ. Mục sư không quan tâm là chúng ta có bao nhiêu cái ghế. Mục sư không quan tâm là cái cơ sở của chúng ta thế nào thế nào. Đó không phải là cái mối quan tâm hàng đầu. Đó không phải là cái điều để mà ưu tư trăn trở. Cái điều mà mục sư quan tâm đó là gì? Đó là yếu tố con người. Chúng ta có tin cậy Chúa không? Chúng ta có yêu mến Chúa không? Chúng ta có kính sợ Chúa không? Chúng ta có khải tượng không? Chúng ta có sự cưu mang không? Chúng ta có khát vọng không? Chúng ta có muốn cứu người không? Chúng ta có muốn chiến đấu cho vương quốc của Đức Chúa Trời không? Nếu chúng ta muốn thì Đức Chúa Trời nhất định sẽ sẵn sàng, sẽ chuẩn bị cho chúng ta những điều tốt nhất về của cải vật chất để chúng ta thực hiện được sứ mạng mà Ngài đã giao phó cho chúng ta. Amen, amen, amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nếu phải cầu xin thì chúng tôi cầu xin Đức Chúa Trời. Chứ chúng tôi sẽ không cầu xin bất cứ một ai cả. Bởi vì chúng tôi biết rằng mọi nguồn tốt đẹp đều đến từ Đức Chúa Trời. Đấng chúng tôi đang thờ phượng. Mọi nguồn tốt đẹp đều đến từ Đức Chúa Trời. Đấng chúng ta đang thờ phượng. Amen, anh chị em. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Anh chị em ơi, tôi ước ao rằng anh chị em sẽ ý thức về sứ mạng mà Chúa giao phó cho chúng ta. Sứ mạng ấy không dành riêng cho một cơ đốc nhân nào. Sứ mạng ấy không dành riêng cho một người có chức vụ nào. Sứ mạng ấy dành cho tất cả những con cái trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Sứ mạng ấy dành cho tất cả mọi công dân trong vương quốc tốt đẹp của Đức Chúa Trời. Amen. Hãy học từ bỏ chính mình. Hãy học từ bỏ quyền lợi riêng tư của mình để có thể chiến đấu, để có thể hành động vì đại cuộc. Những con người đó là những con người sẽ được cất nhắc lên. Những con người đó là những người sẽ thấy những việc lớn. Những con người đó là những con người sẽ được Đức Chúa Trời bù đắp, sẽ được Đức Chúa Trời tưởng thưởng. Những con người đó sẽ nhận lấy phần thưởng của mình. Anh chị em thấy rằng ở cuối phần Kinh Thánh này, lời Chúa chép như thế này: vì con người sẽ đến trong vinh quang của Cha mình cùng với các thiên sứ, lúc ấy Ngài sẽ ban thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Thật ta bảo các con, một vài người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy con người đến trong vương quốc của mình. Anh chị em có thể mở ra trong Matthew chương 5, câu 11 đến câu 12, và anh chị em sẽ thấy Chúa cũng nói về sự tưởng thưởng. Phước cho các con khi vì ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn, bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy. Tuyệt vời không? Rồi ở trong Khải Huyền chương 22 câu 12, đó là trang cuối của sách Khải Huyền. Anh chị em mở ra với tôi và cũng thấy rằng Chúa nói về phần thưởng. Này ta đến mau chóng đem phần thưởng theo với ta, để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm. Wow, cảm ơn Chúa. Anh chị em ơi, còn nhiều phần Kinh Thánh khác nữa, nhưng mà tôi không đủ thì giờ để mà trích dẫn. Tôi ghi ra đây rất nhiều phần Kinh Thánh, nhưng mà không đủ thì giờ để có thể trích dẫn với anh chị em. Và tôi thiết nghĩ chừng đó cũng quá đủ rồi. Chúa có phần thưởng cho mỗi người. Chúa có phần thưởng cho mỗi người tùy theo việc chúng ta làm. Anh chị em muốn phần thưởng như thế nào? Nó tùy thuộc vào cái quyết định của anh chị em ở trong đời sống, tùy thuộc vào quyết định của anh chị em trong sự phục vụ, tùy thuộc vào sự nhận thức của anh chị em về sứ mạng mà Chúa đã giao phó. Thưa anh chị em, tôi tin chắc rằng những người nào sẵn sàng đầu phục Chúa, những người nào sẵn sàng tận hiến cho Chúa, thì phần thưởng của họ sẽ rất là lớn. Phần thưởng trên trời rất là lớn. Nhưng mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời rất là thực tế, không chỉ là phần thưởng trên trời. Bởi vì đôi khi chúng ta nói rằng: Chúa ơi, xa quá, con không thấy, con chưa thấy gì cả. Chúa sẽ cho chúng ta những phần thưởng ngay trên đất này. Thưa anh chị em, và đối với tôi, một trong những cái phần thưởng rất quan trọng, rất ý nghĩa, đó là gì? Đó là nhìn thấy những con người được cứu. Đó là nhìn thấy những con người được giải phóng khỏi ách thống trị của ma quỷ. Đó là nhìn thấy những con người được chữa lành khỏi những căn bệnh nan y. Đó là nhìn thấy những con người thoát khỏi những xung đột, những bế tắc của cuộc sống. Họ có thể sống một cuộc đời bình an. Họ có thể sống một cuộc đời tràn ngập sự vui mừng. Một cuộc đời tự do thật. Họ có thể cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Khi tôi nhìn thấy họ, tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, đó là phần thưởng của con. Đó là phần thưởng của con. Và tất nhiên Chúa sẽ cho chúng ta những phần thưởng khác nữa. Những sự chu cấp ở trên đời sống và chức vụ của chúng ta một cách kỳ diệu mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Chúa sẽ cho chúng ta được no lòng giữa nơi khô hạn lớn. Chúa sắm sẵn, Chúa chuẩn bị mọi điều tốt lành cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Bây giờ tôi thấy mình rất là tự do. Mình đi bất cứ nơi nào, mình có thể thích nghi với hoàn cảnh, với thời tiết, với khí hậu. Mình không hề gặp khó khăn gì cả. Mình không bị bất cứ một ai ràng buộc. Mình không ai có thể cản trở mình. Mình không bị lệ thuộc vào con người nào cả. Mình chỉ lệ thuộc vào Đức Chúa Trời thôi. Bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài, luôn vui thỏa với những gì Ngài ban cho, vui thỏa với từng bữa ăn, vui thỏa với từng nơi chốn mình có thể nằm xuống để ngủ. Ngủ nệm cũng ngủ ngon, ngủ chiếu cũng ngủ ngon, mà không có nệm, không có chiếu, nằm xuống sàn ngủ vẫn ngon. Tuyệt vời. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể ban cho chúng ta những điều đó. Ngoại trừ Đức Chúa Trời ra, không ai có thể ban cho chúng ta những điều đó. Cảm ơn Chúa. Tất cả đều là nhờ công ơn mà Chúa Giêsu Christ đã thực hiện cho chúng ta ở trên thập tự giá. Bắt đầu từ thập tự giá, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta con ấy, và
và cùng với mọi phước hạnh, mọi điều tuyệt vời khác nữa. Cảm ơn Chúa. Có nghĩa là anh chị em có quyền mong đợi bất cứ một điều tốt lành nào, bất cứ một điều tốt lành nào, bất cứ một điều tích cực nào, bất cứ một điều tuyệt vời nào mà nó có ích lợi cho đời sống của anh chị em, để làm cho anh chị em được thăng hoa, để làm cho anh chị em được kết quả cho Chúa, thì anh chị em hoàn toàn có quyền mong đợi và Chúa nhất định sẽ ban cho anh chị em. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Anh chị em có vui mừng khi học bài học này hay không? Cảm ơn Chúa. Đề tài của chúng ta hôm nay là sứ mạng. Chúng ta đã học về sứ mạng của Chúa Giê-xu. Và chúng ta cũng đã nói về sứ mạng của chính chúng ta, những cơ đốc nhân thật. Và chúng ta cũng được khích lệ bởi lời hứa ban phần thưởng của Chúa. Bất cứ điều gì ra từ miệng Chúa chắc chắn sẽ không trở về một cách vô ích đâu, nhưng mà sẽ hoàn thành ý định của Ngài cho mỗi đời sống cá nhân chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho hội thánh địa phương của chúng ta, cho hội thánh toàn cầu, cho cộng đồng xã hội. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Rất tiếc là không có thêm thời gian để có thể nói nhiều điều hơn. Thực ra thì những gì mà tôi chia sẻ cho anh chị em, đối với tôi nó cũng vẫn là cưỡi ngựa xem hoa thôi, chứ chưa có thể mổ xẻ cái gì sâu sắc cả. Tuy nhiên chúng ta phải chấp nhận thôi, vì thì giờ chúng ta có giới hạn. Bây giờ thì chúng ta phải tạm biệt nhau và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em trong lớp học trực tiếp vào lúc 8:20 tối thứ Tư giờ Việt Nam, và các anh chị em theo dõi qua livestream. À, tôi xin lỗi, tôi mới nói nhầm đúng không? Các anh chị em trong lớp học trực tiếp thì 8:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam, và các anh chị em theo dõi qua livestream vào lúc 8:20 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Chúa ban phước cho anh chị em.